bản nguyện niệm phật trung tâm phiên dịch hán nôm huệ quang nhiều tác giả Tông chỉ thứ ba Nguyện sanh di đà tịnh độ Câu này dễ hiểu Tức là nói Chúng ta xưng niệm danh hiệu di đà Mục đích chính Ý muốn căn bản của chúng ta là giảng sanh tịnh độ Chẳng phải là muốn khai trí huệ Có người niệm Phật là vì muốn được tâm thanh tịnh đây chẳng phải là bản nguyện của Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Phật là vì muốn sanh về Tịnh độ của Phật A Di Đà là được rồi. Tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh, điều này không quan hệ gì đến căn cơ của chúng ta. Người có căn cơ tốt, người ấy niệm Phật tâm thanh tịnh. Người căn cơ không tốt, người ấy niệm Phật, tâm người ấy dù có cố gắng cũng không cách nào thanh tịnh được. Vì thế, không luận đến căn cơ chúng ta có liên quan đến tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh. Thế nên, niệm Phật giảng sanh nguyện, tức là nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, chỉ cần chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà, cũng chẳng phải là cầu đời sau thăng quan phát tài, đời sau được làm người có phước báu. Tông chỉ thứ tư, độ cấp mười phương chúng sanh. Chỉ cần chúng ta tin nhận Di Đà cứu độ Chuyên xưng Di Đà Phật danh Nguyện sanh Di Đà tình độ Thì một trăm phần trăm đều được giảng sanh Chỉ cần chúng ta giảng sanh Thì một trăm phần trăm đều được thành Phật Chỉ cần chúng ta thành Phật Thì một trăm phần trăm đều có thể độ cấp chúng sanh trong mười phương Vì thế độ cấp mười phương chúng sanh Chỉ có pháp môn tình độ mới có thể đạt đến nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ nếu chẳng học pháp môn tịnh độ này thì một chúng sanh cũng độ không xong nói chỉ đến vô biên chúng sanh nếu tu trì pháp môn tịnh độ thì mới có thể thực sự độ khắp chúng sanh trong mười phương đây mới là Bồ Tát đạo Bồ Đề tâm Bồ Tát hạnh chân chính bốn điểm đặc sắc của tông tịnh độ một bản nguyện xưng danh hai phàm phu nhập báo ba bình sanh nghiệp thành bốn Hiện sanh bất thoái bốn câu gồm có mười sáu chữ mỗi câu đều nói một vấn đề dưới các tiêu đề này đều sẽ dẫn dụng văn kinh có tương quan còn có thêm lời giải thích của tổ sư để chứng minh tính chính xác của các tiêu đề này và ý nghĩa tinh tế nội hàm trong đó bây giờ tôi xin nói đơn giản, vì sao bốn câu này cấu thành đặc sắc của tông Tịnh độ? Đặc sắc tức là đặc biệt chỉ có pháp môn này có mà các pháp môn khác thì không có. Chúng ta đã học tập tông Tịnh độ, chúng ta đã tu tập pháp môn Tịnh độ, chỉ cần nắm vững các điểm đặc sắc của pháp môn này. Nếu không nắm vững các điểm đặc sắc này thì bạn tu học tông Tịnh độ cũng giống với các pháp môn khác các tông phái khác một cách mơ hồ vì thế các điểm đặc sắc này rất trọng yếu điểm đặc sắc thứ nhất bản nguyện xưng danh vừa rồi chúng ta nói đến hai chữ xưng danh xưng danh là điểm đặc sắc của tông tình độ tám tông phái lớn của phật giáo điểm đặc sắc của lục tông là gì Trì giới thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh là điểm đặc sắc của luật tông. Thiền tông có điểm đặc sắc nào? Minh tâm kiến tánh là điểm đặc sắc của thiền tông. Mật tông có điểm đặc sắc nào? Tam mật tương ưng là điểm đặc sắc của mật tông. Tông thiên thai có điểm đặc sắc nào? Chỉ quán sông giận, nhất tâm tam quán là điểm đặc sắc của tông thiên thai. Tông duy thức có điểm đặc sắc nào? Duy thức quán chuyển thức thành trí là điểm đặc sắc của tông duy thức Tông tình độ có điểm đặc sắc nào? Bán nguyện xưng danh Xưng danh là xưng niệm nam mô a di đà Phật Đây là điểm đặc sắc của tông tình độ Vì sao nói hai chữ bản nguyện? Vì xưng danh thì các tông, các phái đều có nói đến Họ muốn cầu sanh tình độ nên họ cũng xưng danh nhưng họ giảng xưng danh khác với chúng ta Xưng danh của tông tình độ chúng ta là xưng danh của bản nguyện Sao gọi là xưng danh của bản nguyện? Bất luận bạn có công phu hay không có công phu Bất luận bạn trì giới thanh tịnh hay không thanh tịnh Bất luận bạn có phát bồ đề tâm hay không phát bồ đề tâm Chỉ cần miệng bạn xưng Nam mô a di đà Phật Tức là thuận theo bản nguyện của Phật thì chắc chắn giảng sanh do nương nhờ bản nguyện của phật đây gọi là bản nguyện xưng danh hai câu niệm niệm di đà tâm tán loạn hét bể cổ họng vẫn uổng công vô ích không được gọi là bản nguyện xưng danh mà gọi là thiền định xưng danh chẳng phải là điểm đặc sắc của tông tình độ có người nói bạn tuy niệm phật nhưng nếu trì giới không thanh tịnh Thì bằng niệm Phật cũng vô dụng Đây là trì giới xưng danh Chứ chẳng phải là bản nguyện xưng danh Bản nguyện của Phật A-di-đà Là muốn cứu độ mười phương chúng sanh Đã bao quát chúng sanh trì giới Cũng bao quát cả chúng sanh không trì giới Đã bao quát chúng sanh thiền định Cũng bao quát cả chúng sanh tán loạn Phật A-di-đà muốn độ mười phương chúng sanh Ngài chẳng phải chuyên độ chúng sanh thiền định Thế tại sao lại hàng định nói Nhất định phải có công phu thiền định Cũng có người nói Tôi tuy xưng danh Mà nếu không có phát bồ đề tâm Thì xưng danh cũng vô dụng Đây gọi là phát bồ đề tâm xưng danh Bản nguyện trì danh ư Bạn có năng lực phát bồ đề tâm cũng được Không phát bồ đề tâm cũng được mười phương chúng sanh chỉ cần xưng danh thì được cứu độ. Vì thế, xưng danh của tông tình độ là bản nguyện xưng danh. Bản nguyện xưng danh là chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Bất luận công phu sâu cạn, bất luận tâm thanh tịnh hay là không thanh tịnh, bất luận người xuất gia hay tài gia, tất cả thân phận đều không luận. Chỉ cần miệng xưng danh hiệu miền xưng danh hiệu là nương nhờ nguyện lực của Phật thì chắc chắn được giảng sanh. Đây gọi là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Điểm đặc sắc thứ hai, phàm phu nhập báo. Phàm phu nhập báo vì sao là điểm đặc sắc của tông tịnh độ? Đầu tiên, các tông phái khác tiếp nhận căn cơ, chủ yếu là căn cơ thánh nhân Thí như trì giới thanh tịnh Việc này đâu phải dễ Minh tâm kiến tánh Việc này đâu phải dễ Chuyển thức thành trí Việc này đâu phải dễ Chỉ quán sông giận Việc này đâu phải dễ Các tông phái này Đều lấy căn cơ thánh nhân Làm đối tượng chính Chẳng phải lấy phàm phu làm gốc Đặc biệt bản nguyện xưng danh Lấy phàm phu làm gốc Chúng ta nghiệp chướng sâu nặng Tâm ý tán loạn Tội nghiệp bất tịnh Chỉ cần miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi Vì thế nói là phàm phu Nhập báo nghĩa là Chúng ta miền xưng Nam Mô A Di Đà Phật Nương nhờ bản nguyện của Phật Thì được những lợi ích nào Chẳng phải giảng sanh phàm thánh đồng cư độ Chẳng phải giảng sanh biến quá độ mà là giảng sanh đến báo độ của Phật A Di Đà. Đây là giáo lý đặc biệt chỉ có trong tông tịnh độ, các tông phái khác không có. Tông Thiên Thai nói, phàm phu niệm danh hiệu cũng có thể giảng sanh, nhưng giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ ở phương khác. Điều này chẳng phải là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Phàm phu nhập báo là nội dung trọng yếu thuộc về tiêu chuẩn của quán kinh sớ của đại sư thiền đạo phàm phu tội nghiệp sâu nặng tu hành không đạt đến cảnh giới cao thì làm sao có thể giảng sanh về báo độ của phật do vì người ấy nương vào bản nguyện xưng danh nguyện thứ mười tám của phật a di đà do vì người ấy đã xưng danh hiệu phật a di đà dựa vào duyên bản nguyện của phật a di đà vì thế đây là điểm đặc sắc của tông tịnh độ mà các tông phái khác không có nếu chúng ta học tông tịnh độ xưng niệm nam mô a di đà phật mà còn tự hỏi giảng sanh ở đâu trong bốn độ phàm thánh đồng cư độ phương tiện hữu dư độ thật báo trang nghiêm độ thường tịch quan độ thì có thể nói là bạn chẳng biết điểm đặc sắc của tông tịnh độ cũng chẳng biết tông chỉ của tông tịnh độ. bạn cũng không có học tông tịnh độ. bạn là người học pháp môn tịnh độ của tông thiên thai, chứ chẳng phải pháp môn tịnh độ của tông tịnh độ. pháp môn tịnh độ có các cách thức của pháp môn tịnh độ như là có pháp môn tịnh độ thuần chánh, có pháp môn tịnh độ xen tạp, có pháp môn tịnh độ của tông thiên thai, có pháp môn tịnh độ của thiền tông có pháp môn tịnh độ của tông duy thức có pháp môn tịnh độ của mật tông có pháp môn tịnh độ của luật tông pháp môn tịnh độ được đại sư thiền đạo giải thích mới là pháp môn tịnh độ cứu được bọn phàm phu chúng ta các tông phái khác nói là pháp môn tịnh độ dành cho bậc thượng căn lợi trí thí như nói miệng niệm di đà tâm tán loạn hét bể cổ họng cũng uổng công vô ích tốt tôi đạt đến tâm tôi không tán loạn thì mới phù hợp với điều kiện ấy nhưng chúng ta thì làm không nổi chúng ta đã làm không nổi thì phải làm sao bây giờ chúng ta phải y cứ vào lời giải thích của đại sư thiền đạo vì thế chúng ta phải chuyên đọc các trứ tác của ngài chuyên xem các sách giải thích các trứ tác của đại sư thiền đạo thì bảo chứng người ngu tối, người không có lòng tin, rồi cũng bừng tỉnh ra biết rằng mình vốn có phần được giảng sanh. Lúc ấy bạn mới biết Phật A Di Đà vì sao được gọi là vô lượng quan Phật. Vô lượng quan Phật là vì ánh sáng của ngài chiếu phá vô minh hắc ám trong tâm chúng ta. Nếu trong tâm chúng ta vẫn còn sợ hãi việc lớn sanh tử, còn vô minh hắc ám. Miền chúng ta gọi mãi vô lượng quan Phật mà Phật không quan tâm đến thì đâu được gọi là Phật quan phổ chiếu? cái chỗ nhỏ này mà Phật không chiếu tới thì đâu được gọi là Phật quan phổ chiếu? Học tư tưởng của Đại sư Thiền đạo, xem ba bộ kinh nói về tình độ, bạn có thể hiểu. nhưng xem đến mức tâm rất an thì bạn phải xem đến mức thấu triệt thì bạn mới không nói hai câu miệng niệm di đà tâm tán loạn hét bể cổ hồng cũng uổng công vô ích hai câu này đối với tông tịnh độ chỉ là lời nói của người ngoài nếu hiểu rõ được tư tưởng tịnh độ của đại sư thiền đạo thì bạn sẽ sáng mắt ra vì thế mọi người cần nên hiểu các điểm đặc sắc của tông tịnh độ điểm đặc sắc thứ ba bình sanh nghiệp thành bình sanh là giai đoạn thời gian chúng ta đang sống đối lại với lúc lâm chung nghiệp thành nghiệp tức là tịnh nghiệp giảng sanh tịnh độ việc này thành tựu rồi không còn cải biến hoàn thành rồi như thân thể chúng ta hiện nay đang sống khỏe mạnh mà việc giảng sanh của chúng ta chắc như đinh đóng cột thì gọi là bình sanh nghiệp thành sao gọi là lâm chung nghiệp thành nghĩa là lúc lâm chung thành tựu giảng sanh người suốt đời không gặp phật pháp không có niệm phật đến lúc lâm chung mới gặp thiền tri thức dạy niệm nam mô a di đà phật như đã nói đó là người hạ phẩm hạ sanh người ấy niệm mười câu danh hiệu phật phật đến cứu người ấy phật a di đà hiện ra đứng trong hư không đón tiếp người ấy theo phật a di đà giảng sanh đến thế giới cực lạc ở phương tây đây gọi là lâm chung nghiệp thành mời quý vị chấp tay niệm ba câu nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nếu có quý vị đến đây mà từ trước đến nay chưa từng niệm phật đột nhiên được niệm phật cả đời chưa từng tiếp xúc qua phật pháp hôm nay đột nhiên được tiếp xúc nếu vừa niệm ba câu danh hiệu phật mà tắt thở thì quý vị lập tức giảng sanh tây phương đây gọi là lâm chung nghiệp thành chúng ta đang ngồi ở đây nếu tin nhận di đà cứu độ chuyên xưng di đà phật danh thì mỗi ngày quý vị đều được gọi là hiện sanh nghiệp thành việc giảng sanh tây phương của chúng ta đã quyết định rồi đến lúc lâm chung dù chết trong tình huống nào cũng không quan hệ nếu chẳng phải như thế thì tâm chúng ta bất an ví như nói lúc lâm chung chẳng may bị xuất huyết não hoặc có chướng ngại nào đó giống như thuyền mười giờ khởi hành mà chín giờ ba mươi người đó đã ngồi trên thuyền rồi lúc chín giờ năm mươi tám phút người đó ngủ cũng chẳng quan hệ gì không có vấn đề gì Thần lực của Phật A-di-đà vô ngại Nếu Ngài chẳng cứu bạn đang xuất huyết não Thì Ngài đâu thể cứu bạn đến thế giới cực lạc Vì thế, vốn chẳng thành vấn đề Chúng ta cho đây là vấn đề lớn Nhưng đối với Phật A-di-đà thì chẳng thành vấn đề Vì Ngài đã sớm giúp thụ chúng ta trong ánh sáng của Ngài rồi Vì thế, tội chướng quan trái của chúng ta đối với Ngài chẳng thành vấn đề Tự nhiên Ngài cứu bạn đến thế giới cực lạc ở phương Tây Điểm đặc sắc thứ tư Hiện sanh bất thoái Nói giảng sanh thế giới cực lạc Đến đó rồi mới được bất thoái chuyển Sau đó dần dần tu hành Chỉ có tiếng không có thoái Từ từ thành Phật Đây chẳng phải là quan niệm của tông tình độ Điểm đặc sắc của tông tịnh độ Là chúng ta ở thế giới ta bà này Đêm thân phạm phu đắc quả gì bất thoái chuyển Tại sao có thể được như thế? Như tôi đã nói Người ta ngồi trên chiếc máy bay sáu chữ danh hiệu Nam Bô A Di Đà Phật Chỉ có tiếng mà không có thoái Ngồi trên thuyền đại nguyện của Phật A Di Đà Thì chỉ có tiếng không có thoái Được ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ Chẳng trời bỏ nên chúng ta được bất thoái chuyển đây gọi là phật lực chẳng phải dựa vào tự lực nếu dựa vào tự lực thì chúng ta dễ bị thoái chuyển dễ bị đòa lạc vì thế hiện sinh bất thoái này chỉ cho cái gì một khi chúng ta đến thế giới cực lạc thì mau thành phật không có cái gọi là dần dần tu hành từ từ thành phật Hiện tại ở thế giới ta bà Hiện sanh bất thoái Một khi đến tịnh độ cực lạc Thì mau thành Phật Thế nên trong luận giảng sanh Bồ Tát Thiên Thân nói Mau chóng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Và nói Quán sứ bản nguyện Phật Không phải là vô ích Mà mau chóng đầy đủ Báo công đức như biển mau đầy đủ của báo công đức nhiều như châu báu trong biển cả. Vì thế, nguyện thứ 22 trong 48 nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng là Tóc thành Phật nguyện. Ngài nói: Người giáng sanh về cõi nước của ngài thì siêu diệt thường luân chư địa chi hành, hiện tiền tu tập phổ hiện chi đức, tức là vượt qua hành của các địa theo lệ thường, hiện tiền tu tập đức của phổ hiện sao gọi là vượt qua hạnh của các địa theo lệ thường thường luân tức là lệ thường nghĩa là các thứ lớp bình thường từ sơ địa lên nhị địa tam địa tứ địa dần 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 tu lên nhưng đến thế giới cực lạc thì không phải trải qua thứ lớp như thế như đi thang bộ là phải bước từng bậc thang lên từng tầng lầu còn nếu đi thang máy thì không cần phải bước từng nước thang như đi bộ Đây gọi là siêu diệt, tức vượt qua Chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc ở phương Tây Chỉ cần tu tập dần dần trải qua 51 giai dị Tại thế giới ta bà này hiện sanh bất thoái Đến thế giới cực lạc rồi vượt qua hành của các địa theo thường lệ Lập tức lên đến tầng cao nhất được vô lượng quang, vô lượng thọ như Phật A Di Đà, nhưng chẳng hiển hiện quả vị Phật, vì ở cực lạc chỉ có một đấng giáo chủ là Phật A Di Đà, vì thế chỉ hiển hiện thân phận là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, cho nên gọi là vượt qua hành của các địa theo lệ thường. Hiện tiền tu tập đức của phổ hiền, hiện tiền là chẳng cần đợi đến ngày mai chẳng cần đợi đến niệm thứ hai Ngay nơi đây hiện tại lập tức thì gọi là hiện tiền Lập tức giống như Đại Nguyện Dương Phổ Hiện Bồ Tát Trở vào ta bà triển hiện đức của Đại Nguyện Thì gọi là hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiện Vì thế Pháp môn tịnh độ rất siêu diệt Trên đây là các điểm đặc sắc của Pháp môn tịnh độ Mà các tông phái khác không có các pháp môn khác giải thích đều là trì quản hơn, khó khăn hơn Không có sự thù thắng như ở đây đã giải thích Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng tông chỉ Và bốn điểm đặc sắc của tông tình độ rồi tư duy Thì sẽ tăng thêm pháp hỷ Có thể giúp chúng ta khai trí huệ Cảm thấy pháp môn tịnh độ thật là thù thắng Chúng ta thực sự có phần giảng sanh. Bất luận tội hay phước niệm phật đều được vãng sanh nguyên tác pháp sư huệ tịnh nhuận hà dịch thế nào là việc lớn của đời người tông tịnh độ lấy việc vãng sanh về tịnh độ phật a di đà làm tông chỉ vì thế học tập pháp môn tịnh độ chính là lấy việc vãng sanh về thế giới cực lạc làm mục đích cũng có thể nói mục đích học phật của chúng ta là muốn giảng sanh về tịnh độ di đà hơn nữa đây không chỉ là mục đích học phật của chúng ta mà cũng chính là mục đích cao nhất duy nhất của chúng ta sanh ra làm người nếu chúng ta không giảng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định sẽ đọa lạc trong luân hồi sanh tử ở thời vị lai. Chẳng phải đọa một đời mà còn nhiều đời sau nữa. Tất cả chúng sanh còn luân hồi trong sáu nẻo, thì có một việc lớn, đấy là việc lớn của đời người. Việc lớn này không mang tính tương đối, mà mang tính tuyệt đối. Cái gọi là tính tương đối thì có lớn, có nhỏ, nhưng tính tuyệt đối thì vượt qua lớn và nhỏ người đời ở thế gian tuy có thành bại được mất hòa phước khổ vui nhưng chỉ mang tính tạm thời sẽ qua đi không phải vĩnh hằng cho nên đấy không phải là việc lớn chỉ có sanh rồi lại chết chết rồi lại sanh không thể vĩnh viễn ở cõi người hoặc ở cõi trời rốt cuộc một ngày nào đó sẽ đọa vào ba đường ác đây mới là việc nghiêm trọng nhất lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta làm thế nào để giải quyết việc lớn trong đời người bởi vậy mục đích tu hành mục đích học phật là phải giảng sanh về thế giới cực lạc phải giải quyết việc lớn luân hồi sanh tử trong sáu đường này vì thế chúng ta phải có quan niệm chúng ta chẳng phải vì học phật mà học phật chẳng phải vì tu hành mà tu hành mà học phật và tu hành là để giải quyết việc lớn của đời người nhưng chúng ta muốn giải quyết việc lớn của đời người đấy không phải là chuyện dễ trong tám dạng bốn nghìn pháp môn nếu không nương vào pháp môn niệm phật của tông tịnh độ mà muốn giải quyết việc lớn này thì không thể được nếu hiểu rõ về tông tịnh độ rồi, chuyên nhất niệm Phật, không những có thể giải quyết được việc lớn ngay đời này, kiếp này, mà không cần đợi đến lúc lâm chung. Niệm Phật là chánh nhân giảng sanh tịnh độ. Tông tịnh độ cũng gọi là tông niệm Phật, chứng tỏ niệm Phật là chánh nhân giảng sanh tịnh độ. Có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó không cần phải miễn cưỡng cũng không cần phải làm thêm điều gì cả nếu như cần phải cố gắng tạo tác thì đấy chẳng phải là tự nhiên có câu nói trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu không thể có nhân mà không có quả hoặc trồng dưa được đậu trồng đậu được dưa như vậy thì không phù hợp với nhân quả trong vũ trụ có tính nhân quả tự nhiên. Niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả. Đây là nhân quả tự nhiên. Nhưng nếu không hiểu được đạo lý, niệm Phật chắc chắn được giảng sanh này thì e rằng sẽ mất đi đạo tâm. Cho rằng tu học pháp môn Tịnh độ cầu giảng sanh về thế giới cực lạc không hề dễ dàng chút nào. Nhưng đó mà bỏ đi việc tu học tông Tịnh độ và cũng không dám cầu giảng sanh về tịnh độ của phật a di đà hoặc là tuy thường xuyên niệm phật nguyện sanh về tịnh độ phật a di đà nhưng trong tâm lại bất an có nhiều nỗi lo âu và sợ hãi đấy là không hiểu rõ đạo lý niệm phật nhất định giảng sanh nên mới có những nỗi lo âu bất an không đáng có như thế giảng sanh về thế giới cực lạc là nương vào công đức của câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nương vào quyền lực bi tâm của Phật A Di Đà. Đã như vậy thì bất luận là người thế nào đi chăng nữa, chỉ cần niệm Phật đều có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Điều căn bản là không nên có bất kỳ những lo âu và sợ hãi không cần thiết. Bởi vì niệm Phật thì chắc chắn giảng sanh đây là lẽ tự nhiên nội dung tôi giảng hôm nay hoàn toàn căn cứ theo tác phẩm của đại sư thiện đạo đại sư thiện đạo là tổ của tông tịnh độ đại sư thiện đạo là vị cao tăng ở thời nhà đường từ xưa tương truyền là hóa thần của phật a di đà đại sư thiện đạo hiệu là hòa thượng quang minh tại sao vậy bởi vì mỗi khi niệm phật từ trong miệng của đại sư phóng ra ánh sáng của phật niệm một tiếng danh hiệu phật thì có một luồng ánh sáng của phật mỗi tiếng mỗi tiếng danh hiệu phật thì mỗi tiếng mỗi tiếng phát ra ánh sáng của phật cho nên người đương thời khen ngợi tôn xưng ngài là hòa thượng quang minh vị tổ sư nào kiến lập tông phái tịnh độ đó chính là đại sư thiện đạo đại sư thiện đạo đã kết cấu giáo lý của tông tịnh độ một cách có tổ chức có hệ thống làm hoàn bị yếu tố mà một tông phái cần phải có đủ nếu như không có đại sư thiện đạo dù nói niệm phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc là thuộc về tông tịnh độ nhưng lại thiếu đi tính tổ chức cũng không có giáo lý thuần chánh ở bên trong nói cách khác nếu không dựa vào giáo lý của đại sư thiện đạo để hiểu rõ về tông tịnh độ mà chỉ căn cứ theo sự giải thích của các vị đại đức khác thì người niệm phật không thể nào đạt được sự an tâm chân chính pháp môn tịnh độ chính là khiến cho chúng ta hiện tại được an tâm hiểu rõ và tin tưởng chỉ cần niệm phật không thay đổi thì nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc đời sau sẽ ở thế giới cực lạc, mau chóng thành Phật. Từ cõi đời xấu ác, khổ lụy nơi thế giới ta bà này, mà cao đăng về tịnh độ Phật A-di-đà. Diễn viễn xa lìa, không còn liên quan gì đến sáu nẻo luân hồi nữa. Đại sư Thiện Đạo giải thích Kinh A-di-đà Văn bất luận tội hay phước trong quán kinh Sớ của Đại sư Thiện đạo, trang 250, Thiện đạo Đại sư toàn tập, gọi tắt là Thiện toàn đã nói: Tất cả hạng phàm phu bất luận tội nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt cả trăm năm, dưới đến một ngày, bảy ngày, nếu nhất tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định được giảng sanh chắc chắn không hoài nghi. Văn Chánh Định Nghiệp trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, trang 251 Thiện Toàn đã nói Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ. Đây gọi là chánh định nghiệp vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Hai đoạn văn này giải thích nội dung quan trọng nhất trong kinh A Di Đà. Kinh văn trong kinh A Di Đà rất ngắn, tổng cộng có 1858 chữ. Văn cú rất trong sáng, ngắn gọn, tuyệt vời và cũng là một bộ kinh thường tụng niệm trong các thời khóa sớm tối ở tự viện nội dung kinh a di đà nói gì đại ý có ba điểm điểm thứ nhất giới thiệu về sự trang nghiêm thanh tịnh ở thế giới cực lạc chỉ có vui không có khổ vậy chúng ta sanh tâm ngưỡng mộ khuyên chúng ta nguyện sanh về thế giới cực lạc điểm thứ hai nói về phương pháp giảng sanh cũng là chánh nhân giảng sanh về thế giới cực lạc điểm thứ ba nó về chư Phật trong mười phương đều dị khẩu đồng âm, chủ động khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chứng minh cho Ngài, đồng thời hướng dẫn khuyến khích chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, hai đoạn văn này của Thiện Đạo Đại Sư, đoạn trên là phân tự nhân lập tính, đoạn dưới là phân tự hạnh lập tính. Tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính là căn cứ vào người có thể tin tưởng và hạnh có thể tin tưởng để kiến lập tính tâm giảng sanh cho hạng phàm phu. Tự nhân lập tính Tự nhân là y theo người nào? Là y theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Chẳng phải là vị Bồ Tát, A-La-Hán hoặc người khác? Sự từ bi và trí huệ của Phật đã đạt đến viên mãn cho nên gọi là người có đầy đủ đại bi. Dùng lời của Phật đã nói để kiến lập tính tâm giảng sanh. Đây chính là tự nhân, căn cứ Đức Phật Thích Ca để kiến lập tính tâm và căn cứ chư Phật trong mười phương để kiến lập tính tâm. Văn, tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính trong Quán Kinh Sớ, trang 250, đến 252 Thiện Toàn đã nói Lại nữa, chư Phật trong mười phương sợ rằng chúng sanh không tin lời Phật Thích Ca nói nên các ngài đồng tâm cùng một lúc hiện tướng lưỡi rộng dài trùng khắp tam thiên đại thiên thế giới nói lời thành thật chúng sanh các ông nên tin lời phật thích ca nói khen ngợi chứng thật tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít thời gian lâu hay gần có thể trên đến suốt một trăm năm dưới đến một ngày bảy ngày nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật a di đà thì nhất định được phản sanh chắc chắn không hoài nghi thế nên một mình đức phật thích ca nói thì tất cả đức phật trong mười phương đồng chứng minh sự việc này đây gọi là tự nhân lập tính đoạn này là văn tự nhân lập tính căn cứ theo lời khai thị của phật thích ca mâu ni và sự chứng thật của chư phật trong mười phương để kiến lập tính tâm tự hạnh lập tính tự hạnh là hạnh gì đại sư thiện đạo nói kế đến tự hạnh lập tính nhưng hạnh thì có hai loại một là chánh hạnh hai là tạp hạnh Chánh hạnh là hành giả chuyên căn cứ vào kinh nói về hạnh giảng sanh, đây gọi là chánh hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì nhất tâm chuyên đọc tụng các kinh như Quán kinh, kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ, nhất tâm chuyên chú tư duy, quán sát, ước niệm về y báo và chánh báo trang nghiêm cõi nước Phật A Di Đà. Nếu lễ thì nhất tâm chuyên lễ Phật A Di Đà. Nếu miệng xưng thì nhất tâm chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu tán tháng cúng dường thì nhất tâm chuyên tán tháng cúng dường Phật A Di Đà. Đây gọi là chánh hạnh. Lại nữa, y cứ theo chánh hạnh này lại có hai loại. Một là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là chánh định nghiệp. Vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Hai là nếu căn cứ theo những hạnh lễ bái, độc tụng vân dân, thì gọi là trợ hạnh. Ngoài hai hạnh chánh và trợ này ra thì các điều thiện khác đều gọi là tạp hạnh. Nếu tu hai hạnh chánh và trợ trước, thì tâm thường gần gũi, ức niệm không gián đoạn, đây gọi là vô gián. Nếu tu tập hạnh sau, thì tâm thường gián đoạn, tuy có thể hồi hướng giảng sanh, nhưng cũng đều gọi là hạnh sen tạp. Đoạn này là văn tự hạnh lập tính, y cứ theo bản nguyện niệm Phật của Phật A-di-đà để kiến lập tính tâm. Giải thích về phương pháp giảng sanh Văn tạo tội hồi tâm trong quán niệm pháp môn trang 360 thiện toàn Có viết Tất cả hạng phàm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm niệm Phật A-di-đà Nguyện sanh về cõi tịnh độ Trên suốt cả trăm năm dưới đến 7 ngày, một ngày, 10 tiếng, 3 tiếng, một tiếng, vân vân. Lúc sắp mạng chung, được Phật và Thánh chúng tự đến tiếp dẫn, liền được vãng sanh. Văn niệm Phật chắc chắn vãng sanh, trong vãng sanh lễ tán, trang 540, thiện toàn, có viết. Nếu có chúng sanh nào xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà hoặc bảy ngày đến một ngày, dưới đến mười tiếng cho đến một tiếng, một niệm thì chắc chắn được phản sanh. Hai đoạn văn này cũng là pháp ngữ cốt tủy giải thích kinh A Di Đà. Vừa đề cập đến kinh A Di Đà có ba điểm quan trọng, trong đó điểm thứ hai chính là phương pháp và chánh nhân của sự vãng sanh. Kinh A Di Đà nói: không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân ngày danh hiệu Phật A Di Đà chấp trì danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày nhất tâm bất loạn thì người ấy lúc sắp mạng chung được đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện trước mặt người ấy. Người ấy kỳ mạng chung, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà. Kinh Phật là kinh do Đức Phật Thích Ca nói. Phật thông đạt chân lý vũ trụ nhân sanh, vì thế những gì trong kinh Phật nói đều biểu đạt chân lý vũ trụ nhân sanh. Nhưng chúng ta là hạng phàm phu Tuy đọc tụng kinh điển do Đức Phật Thích Ca dạy, nhưng thường không hiểu rõ, thậm chí đọc sai, hiểu sai. Từ xưa đến nay có nhiều đại đức chú giải kinh A Di Đà nhưng chưa chính xác hoàn toàn, cho nên cần phải có sự chọn lựa. Và chúng ta chọn lựa sự giải thích của đại sư Thiền Đạo, bởi vì tương truyền ngài là hóa thân Phật A Di Đà. Hơn nữa, ngài còn chứng ngộ được niệm Phật Tam Muội. Kinh điển mà Đại sư Thiện Đạo chú giải là do Đức Phật thị hiện đến chỉ dạy, gia trì, cho nên hoàn toàn có thể tin tưởng đáng để y cứ theo. Mấy đoạn kinh văn này, Đại sư giải thích rất trong sáng và ngắn gọn, vừa đọc liền hiểu được ngay, không khiến cho mọi người xem khó hiểu hoặc hiểu nước đôi hay cần phải có sự suy đoán tiếp theo y cứ vào văn bất luận tội hay phước của đại sư thiện đạo để đối chiếu với văn kinh của kinh a di đà đồng thời giải thích sơ qua giải thích ý nghĩa của hạng phàm phu tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít hai câu này là giải thích câu nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân trong kinh a di đà đã nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đại sư thiện đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít đều thuộc về thiện nam tử thiện nữ nhân quán niệm pháp môn cũng nói tất cả hạng phàm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu phật a di đà nguyện sanh về tịnh độ kinh a di đà ghi nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đại sư thiện đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu phật a di đà nguyện sanh về tịnh độ như thế thì đức phật thích ca khen ngợi người ấy là thiện nam tử thiện nữ nhân chỉ cần hồi tâm niệm phật chính là thiện nam tử thiện nữ nhân mà người ấy trước kia là phàm phu tạo tội cũng chính là phàm phu tội ác trong sanh tử. Giải thích một ngày hoặc bảy ngày Bất luận thời gian lâu hay gần, chỉ cần trên suốt cả trăm năm, dưới đến một ngày hoặc bảy ngày. Ở đây giải thích, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, hoặc bảy ngày trong Kinh A-di-đà. Giải thích nhất tâm bất loạn nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật a di đà đây là giải thích chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn trong kinh a di đà chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn rất nhiều người đọc lầm hiểu sai tại sao bởi vì họ không có căn cứ theo sự giải thích của đại sư thiện đạo nếu như căn cứ theo sự giải thích của đại sư thiện đạo thì nhất tâm bất loạn rất dễ hiểu chính là nhất tâm chuyên nhiệm như vậy ai xem cũng hiểu ai làm cũng được kể cả người không được sự giáo dục người không biết chữ căng khí chậm chạp trí huệ thấp kém cũng có thể làm được thậm chí ngay cả loài chim anh phủ bác ca cũng đều làm được cả giải thích về nhất tâm bất loạn có người giải thích về sự nhất tâm và lý nhất tâm là đoạn trừ phiền não vô minh có người giải thích là thanh tịnh tâm hoặc tiến vào thiền định có đầy đủ công phu an định nếu không như vậy thì cũng phải công phu thành phiến thức ngủ niệm phật cũng như nhau như thế mới là nhất tâm bất loạn giải thích như vậy hoàn toàn sai lầm hoàn toàn không đúng Giải thích như vậy là bóp méo bản ý của Phật Thích Ca Mâu Ni trái với bản hoài của Phật A Di Đà. Từ đó hướng dẫn sai lầm hàng nghìn hàng vạn người niệm Phật. Đại sư Thiện Đạo giải thích rất đơn giản, chính là chuyên chuyên niệm. Nhất tâm, nhất là không hai, không hai chính là chuyên, cũng chính là chuyên tâm. Bất loạn là không tạp loạn, không tạp chính là chuyên. Cho nên đại sư Thiền đạo giải thích là nhất tâm chuyên niệm. Nghĩa là tùy theo căn cơ của mỗi người mà chuyên niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật này. Căn cơ chúng sanh đều khác nhau, có người trong chúng xuất gia, có người ở chúng tại gia, có người căn khí cao, có người căn khí thấp. Người xuất gia có thời gian nhiều thì niệm Phật nhiều. Người tại gia và hàng sĩ nông công thương có thời gian ít thì niệm Phật ít, chân chân. Tùy căn cơ chúng sanh trong mười phương muôn nghìn sai khác, nhưng đều tùy theo căn cơ của mỗi người mà chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Không có tiêu chuẩn, điều kiện cố định nào cả. Nếu nói có điều kiện, có tiêu chuẩn, thì đấy chính là chuyên niệm nam mô a di đà phật giải thích xưng danh nhập báo độ ngoài ra đại sư thiện đạo có một bài kệ tuy chỉ có 28 chữ nhưng lại là pháp ngữ trọng yếu giải thích kinh văn nồng cốt của kinh a di đà này cực lạc là vô vi niết bàn tùy duyên tạp thiện e khó sanh Thế nên như lai tròn pháp yếu Dạy niệm di đà chuyên lại duyên Bài kệ này xuất phát từ Pháp sự tán quyển hạ của Đại sư Thiền Đạo Quyển hạ chuyên giải thích đại ý của Kinh A-di-đà Kinh văn chánh nhân giảng sanh trong Kinh A-di-đà nói Không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi nước kia. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói danh hiệu Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Trong Pháp Sự Tán, bài kệ này giải thích đoạn Kinh Văn Chánh Nhân Vãng Sanh. Bài kệ này của Đại sư Thiện Đạo nói Dạy niệm di đà chuyên lại chuyên Dạy chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Dạy chúng ta phải chấp trì danh hiệu Nhất tâm bất loạn Nhất tâm chính là không hai Không hai chính là chuyên Bất loạn chính là không tạp loạn Không tạp loạn cũng là chuyên Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói Niệm Phật Di Đà chuyên lại chuyên vì thế, chúng ta chỉ cần chuyên niệm câu danh hiệu A Di Đà này, chẳng cần quan tâm có đoạn được phiền não hay không, để đạt đến nhất tâm bất loạn, hoặc là phá trừ vô minh, rồi đạt đến lý nhất tâm bất loạn, cũng chẳng cần quan tâm trong lúc niệm Phật có vọng tưởng hay không, hay là công phu thành phiến, thức ngủ niệm Phật cũng như nhau. Không cần quan tâm đến chúng, chỉ cần chuyên niệm câu nam mô a di đà phật là được rồi hôm nay tầm thanh tịnh cũng tốt tầm không thanh tịnh cũng chẳng sao điều quan trọng là chuyên niệm câu danh hiệu phật này hôm nay qua đi nếu như sinh mạng đã hết chúng ta nương nhờ phật tiếp dẫn giảng sanh về thế giới cực lạc nếu như sinh mạng chưa hết vẫn có sinh mạng ngày thứ hai ngày thứ hai chúng ta vẫn chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật Chẳng cần quan tâm có phiền não hay không Là thiện hay ác Sinh mạng của chúng ta còn 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 7 năm, 70 năm Đều nhất tâm chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc Thì phải chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Chỉ nương vào câu Nam mô A Di Đà Phật, không cần nương vào công hạnh, công đức, công phu khác. Đấy gọi là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Lời trong kinh văn và lời tổ sư đều là sự kết tinh của trí huệ. Kinh văn cũng tốt, hay là những tác phẩm của các vị tổ sư truyền lại cho chúng ta cũng tốt đều là trí huệ của đức phật thích ca mâu ni đều là sự kết tinh thể nghiệm của lịch đại tổ sư sự kết tinh trí huệ này chúng ta có thể không cần phải tốn tiền cũng không cần phải trải qua sự truy tìm gian khổ mà có thể tiếp nhận được tiếp nhận ra sao chính là học thuộc lòng học thuộc lòng pháp ngữ này thì đạo lý trong đó sẽ nảy nở trong tâm chúng ta cũng như rải giống hạt giống rơi xuống đất, trải qua một thời gian sẽ nảy mầm và lớn lên nở hoa, kết quả, giống như trí huệ của người khác ban cho chúng ta vậy. Vì thế, pháp ngữ và kinh luận trong pháp môn của chúng ta, nếu có thể thì cố gắng học thuộc lòng. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn không thể hiểu được, nhưng đọc thuộc lòng ôm đi ôm lại nhiều lần thì tự nhiên sẽ hiểu. Tại sao tự nhiên sẽ hiểu? Đó gọi là tự tánh đầy đủ muôn pháp, tự tánh có thể sanh ra muôn pháp. Tất cả muôn pháp thật ra đều ở trong bản tính, Phật tánh của chúng ta đều có sẵn, cũng đều hiểu rõ. Chỉ vì bị vô minh, tham sân si che lấp. Nhưng nếu chúng ta đọc thuộc lòng những pháp ngữ thì tự nhiên sẽ kích động những gì chúng ta vốn có. Đây đều chẳng phải là những thứ bên ngoài mà là của chúng ta, là gia sản có sẵn trong nhà chúng ta. Chỉ có điều từ rất lâu chúng ta đã bỏ đi, cất chúng trong kho mà thôi. Nếu như chúng ta đem nó đi ra rửa và mài tí xíu thì sẽ khôi phục lại nguyên trạng, nó vẫn phát ra ánh sáng. Vì thế, bài kệ này rất ngắn, hy vọng mọi người đều có thể đọc thuộc lòng. Giải thích tâm bất điên đảo Định đắc vãng sanh Bốn chữ này chính là nói Quyết định giảng sanh về thế giới cực lạc Chắc chắn giảng sanh về thế giới cực lạc là trăm phần trăm Chẳng phải là chín mươi chín phần trăm Cũng chẳng phải sáu mươi phần trăm Là nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc Ở đây giải thích câu kinh văn nào trong kinh A-di-đà Đấy là Người ấy lúc sắp mạng chung, Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng hiền ra trước mặt người ấy. Người ấy khi mạng chung, tâm không điên đảo, liền được giáng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà. Nếu như nhất tầm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, người ấy lúc sắp mạng chung, nghĩa là người này khi sắp mạng chung còn chưa tắt thở, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy. Nghĩa là Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện trước mặt người ấy. Người ấy khi mạng chung, tức là người này lúc tắt hơi thở, tự nhiên được tầm không điên đảo liền được giảng sanh, mà giảng sanh đến thế giới nào? Đến thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Ba đoạn văn có hai tầng nhân quả trong kinh a di đà đoạn thứ nhất xá lợi phất không thể dùng chút ít thiền căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia đoạn thứ hai nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nghe nói phật a di đà chấp trì danh hiệu hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày nhất tâm không loạn. Đoạn thứ ba Người ấy lúc sắp mạng chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc mạng chung, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Nếu xem những đoạn kinh văn này trong kinh A-di-đà, thì có hai tầng nhân quả. Tầng thứ nhất, chỉ cần nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà tức là nhân thì có thể được quả, người ấy lúc sắp mạng chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy. Tầng thứ hai, Phật A Di Đà đã hiện ra tức là nhân, tự nhiên làm cho chúng ta tâm không điên đảo, vãng sanh cực lạc tức là quả. Vì thế tầng thứ nhất là chúng ta hiện tại chuyên niệm danh hiệu phật a di đà có thể lâm chung được phật a di đà hiện ra trước mặt tầng thứ hai là phật a di đà hiện ra trước mặt tự nhiên tâm không điên đảo liền được giảng sanh thế giới cực lạc đây chính là hai tầng nhân quả kỳ thật chỉ cần xem qua kinh văn của kinh a di đà chúng ta sẽ hiểu rất rõ hai tầng nhân quả này nếu đọc theo tuần tự kinh văn chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của kinh hiểu sai nghĩa kinh oan ba thời phật vì lẽ đó có người giải thích niệm phật phải niệm đến nút lâm chung tâm không điên đảo chánh niệm hiện tiền phật a di đà mới có thể đến trước người ấy tiếp dẫn như vậy chính là đọc sai kinh văn hiểu sai nghĩa kinh, giải thích sai lời Phật dạy, làm cho mọi người không thể đạt được mục đích của Đức Phật. Đây chính là oan ba thời Phật. Mục đích của Phật là gì? Mục đích Phật xuất hiện ở thế gian chỉ có một việc, đó chính là cứu độ chúng sanh lìa khỏi luân hồi, khiến cho chúng sanh thành Phật. Mục đích này thành tựu là nương chào pháp môn nào? trong tám dạng bốn nghìn pháp môn chỉ có nương vào pháp môn tịnh độ chuyên nhất xưng danh kinh a di đà nói rõ ràng như vậy chỉ cần niệm phật khi lâm chung chính đức phật hiện thân tự đến đón tiếp khiến cho lúc chúng ta vừa tắt thở liền được giảng sanh về thế giới cực lạc điều này chẳng phải chỉ có đức phật thích ca mâu ni nói mà các đức phật ở phương đông đến chứng minh các đức Phật ở phương Tây cũng hiện đến chứng minh. Tất cả các đức Phật ở bốn phương trên dưới, mười phương thế giới trong tất cả vũ trụ hiện đến chứng minh nữa. Chứng lời thành thật của đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không hư dối. Vì thế, nếu giải thích sai kinh văn thì không chỉ trái với ý của Phật mà cũng làm hại đến chúng sanh. Đại sư Thiền đạo giải thích rất đơn giản, rõ ràng để cho chúng ta dễ hiểu, dễ làm, khiến cho chúng ta đời nay có thể an tâm không sợ hãi. Trong kinh vô lượng thọ, Đức Phật A Di Đà nói: "Tất cả sợ hãi làm cho bình an." Nhân gian đau khổ sợ hãi rất nhiều. Hàng chúng sanh như chúng ta sợ hại đủ điều, chúng ta đều sợ già đi. Không có người nào mà không sợ già, nhất là những người có tuổi tác lớn, một người già yếu, nhìn nghe không tốt, hành động không tiện, ăn không ngon, ngủ không yên, cái này không được, cái kia không xong. Rằng đào nhất, bệnh già dày, bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, dân dân, đều do tuổi già sức yếu phát ra bởi vì tuổi già thì các bộ phận trong cơ thể bị thoái hóa cho nên dễ sanh bệnh mọi người đều sợ hãi ngoài ra cầu không được cũng sợ oán ghét mà gặp cũng sợ đặc biệt là thương yêu nhau mà lìa nhau lại càng sợ hơn nhưng cái sợ nhất chính là cái chết của chính mình khổ do đời nay lại tiến vào một cái khổ càng dài dài lại làm cho người sợ hãi tất cả những nỗi sợ hãi của chúng ta, không phải chỉ có một. Phật A Di Đà đều khiến cho chúng ta được an tâm, không chỉ là an thôi mà muốn cho chúng ta được an lạc, tâm an lạc, rất hoan hỷ, rất an ổn, rất đầy đủ. Đây chính là làm cho tất cả người sợ hãi đều được an lạc. Những nỗi sợ hãi như một cây có rễ, thân, cành lá, cây này nếu có độc thì từ rễ và thân cây đến cành lá đều có độc. Ngày nay chúng ta ngắt lá, ngày mai chặt cành, như vậy có thể giải quyết triệt để vấn đề không? Không thể. Chỉ khi nào chúng ta nhổ sạch gốc rễ mới có thể giải quyết triệt để được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đời người là khổ, hơn nữa, biển khổ vô biên, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ chết là khổ ái biệt ly là khổ oán tắng hội là khổ cầu bất đắc là khổ ngụ ấm xí thạnh là khổ những thứ này đều là khổ cả nhưng cái khổ căn bản chính là khổ trong sáu nẻo luân hồi nếu có thể trừ được cái khổ trong sáu nẻo luân hồi thì những thứ khổ khác tuy tạm thời vẫn còn nhưng chúng không kéo dài được bởi vì rễ đã bị chặt đứt rồi. Thí như rễ cây đã bị chặt đứt, tuy trước mắt cành và lá vẫn chưa khô, nhưng không bao lâu sẽ hoàn toàn khô hết. Cũng như chúng ta hiện tại vẫn chưa lâm chung, nhưng việc lớn sanh tử luân hồi này nếu có thể giải quyết thì cũng như rễ cây đã bị chặt đi. Như vậy, dù cho quả báo của chúng ta đời nay vẫn chưa hết, mà thể xác vẫn còn ở thế gian, vẫn còn phiền não còn khổ nhưng trải qua thời gian không lâu nhiều nhất là khoảng mấy mươi năm mà thôi quả báo tạm thời nếu chấm dứt tự nhiên bỏ ta bà giảng sanh cực lạc chúng ta ở thế gian này sống với cha mẹ vợ con cũng tốt sống với người khác cũng tốt thậm chí buôn bán kiếm tiền hay không kiếm tiền tất cả đều là nhân duyên nếu có duyên thì đến lúc sẽ gặp nếu không có duyên thì tìm cầu thế nào cũng không thể được vì thế lúc duyên hết thì tự nhiên lìa thế gian nếu như trả nghiệp chưa xong thì không thể lìa được có rất nhiều người già bệnh khổ nằm trên giường thời gian lâu thậm chí trở thành người thực vật muốn chết mà chết không được chính là vì chưa trả xong gánh nợ cuộc đời này như vậy phải làm sao đây nên lấy tài vật của anh ta mà bố thí. Bố thí tất cả những đồ đạc đó rồi, đợi đến khi trả xong món nợ này thì anh ta có thể lìa thế gian. Hơn nữa, thay anh ta bố thí có thể làm nhẹ đi nghiệp của anh ta. Nếu không làm như vậy mà đợi đến khi duyên của anh ta hết mà chưa bố thí thì anh ta sẽ đọa lạc. Nói theo pháp môn niệm Phật của chúng ta thì niệm Phật cho anh ta đứng bên cạnh anh ta mặc khai thị đạo lý từ bi cứu độ của phật a di đà khiến cho tâm anh ta niệm phật nguyện sanh về cực lạc một người hôn mê chúng ta không nên nghĩ rằng anh ta không biết gì thực ra anh ta vẫn còn linh giác đặc biệt là lúc hoàn toàn hôn mê xác thân tuy hôn mê nhưng thần thức sẽ hiện ra ra vào không cần đi qua cổng chính mà đi xuyên qua cả tường phách anh ta nhìn trên lầu, dưới lầu, không cần phải ngẩng đầu nhìn hoặc cúi đầu dòm xuống. Hơn nữa, chúng ta không nên nói năng, vừa khởi tâm động niệm thì anh ta biết liền. Vì thế, đối với người hôn mê thì phải ở bên cạnh mà khai thị đạo lý niệm Phật thì chắc chắn được phản sanh, khiến cho anh ta niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc. Chư Phật chứng thật Chắc chắn không nghi Bốn chữ này là chỉ cho sự chứng minh của chư Phật Trong mười phương Chứng minh lời nói chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Không hư dối Chúng sanh nên tin tưởng không phải hoài nghi Căn cứ vào việc làm như vậy Thì tự nhiên có được sự lợi ích lớn của việc giảng sanh Đoạn văn này Đại sứ Thiện Đạo giải thích rất rõ tầm quan trọng của Kinh A-di-đà. Tiếp theo căn cứ vào văn Bất vấn tội phước để giải thích Bất luận tội hay phước niệm Phật đều được giảng sanh Một, tất cả hạng phàm phu Kinh A-di-đà nói Thiền nam tử, thiền nữ nhân Kinh này chỉ cho hạng phàm phu Ở đời ác năm trượt nương vào công đức niệm Phật Thì Phật điền khen rằng Thiền nam tử, thiền nữ nhân như phần hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh nói thiện nam tử tức người này làm nhiều pháp ác mà không biết khổ thẹn vì ông xưng danh hiệu phật a di đà nên các tội đều tiêu diệt ta đến tiếp dẫn ông kinh a di đà nói Thiền nam tử thiền nữ nhân bản chất của họ chính là hạng phàm phu nếu là hạng phàm phu thì nhất định có vô binh phiền não tội nghiệp Phàm phu ở thế gian này chẳng phải là phàm phu thiện mà là phàm phu ác. Những hạng phàm phu ác tương đối nhiều. Đã là phàm phu ác thì tại sao Đức Phật khen ngợi họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Bởi vì họ biết niệm Phật, là người niệm Phật. Cho nên Đức Phật mới khen ngợi họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Giống như chúng sanh ở phần hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh Suốt đời không học Phật Cũng không làm thiện Chỉ biết làm toàn các pháp ác Không biết hổ thẹn Nếu như họ tin tưởng Phật Pháp Thì sẽ có tâm hổ thẹn Còn nếu như có lễ nghi liêm sĩ Thì cũng có tâm biết hổ thẹn Nhưng họ không có các điều thiện của thế gian Lễ nghi liêm sĩ Cũng không có quan niệm Về nhân quả báo ứng Và việc làm thiện của Phật Pháp Cho nên mới làm nhiều điều ác như vậy đến hỏi họ vẫn không biết tâm hổ thiệt người như vậy thì lúc sắp mạng chung gặp vị thiền tri thức đến khai thị cho họ dạy họ niệm phật họ chỉ cần niệm một câu liền tác thở thì giảng sanh về thế giới cực lạc phật liền khen rằng ông chính là thiền nam tử nhờ ông niệm phật mà nghiệp đã tạo trong một đời đã tiêu trừ nên ta đích thân đến tiếp dẫn ông gặp duyên có khác nên có chính phẩm nếu luận về chúng sanh ở đời ác năm trượt trong thế giới ta bà của chúng ta đây thì có thể nói là không có một người thiện nào cả tại sao bởi vì nhìn tướng bên ngoài mỗi người đều khác nhau có người xuất gia có kẻ tài gia cũng có người tu thân dưỡng tính cũng có người làm thiện tích đức cũng có người một đời làm ác không biết khổ thẹn nhưng nói trên phương diện bản tính toàn bộ đều giống nhau có câu tướng căn cơ thì có khác mà tính căn cơ thì giống nhau giống nhau thế nào chúng sanh trong đời ác năm trượt đều là nghiệp chướng sâu nặng tham sân dữ dội nên mới đầu thai vào thế giới ta bà đây đây chính là vật tụ theo loài người phân theo nhóm vì thế luận về bản tính phàm phu của chúng ta Thấy đều giống nhau cho nên có tướng bề ngoài khác nhau đây do gì căn duyên của mỗi người khác nhau thế nên phần quyền nghĩa trong quán kinh sớ của đại sứ thiện đạo nói gặp duyên có sai khác nên chính phẩm có khác nhau trong quán kinh chia căn cơ chúng sanh làm chín loại có căn cơ thượng phẩm căn cơ trung phẩm căn cơ hạ phẩm vì thế biết có căn cơ khác nhau nên Đại sứ Thiện Đạo nói Đây là bởi vì gặp duyên có khác nhau Gặp duyên Đại Thừa thì học Pháp Đại Thừa Chính là căn cơ thượng phẩm thượng sanh Hoặc là căn cơ thượng phẩm trung sanh Hoặc là căn cơ thượng phẩm hạ sanh Nhưng họ vẫn là phàm phu tội ác trong sanh tử Gặp được Pháp Tiểu Thừa là căn cơ trung phẩm thượng sanh Hoặc trung phẩm trung sanh Trung phẩm hạ sanh không gặp được Phật Pháp nhưng cái duyên mà họ gặp là đạo đức luân lý của nho gia cái gọi là giảng nhân nghĩa nói đạo đức nhưng bản chất của họ giống nhau là hạng phạm phu tội ác trong sanh tử hạng phạm phu hạ phẩm gặp duyên ác khiến cho một đời của họ tạo nhiều tội nghiệp mà không có tâm hổ thẹn vì thế tuy gặp duyên khác nhau có người gặp pháp đại thừa có người học pháp tiểu thừa có người gặp được thế gian thiện cũng nương vào duyên này mà học tập nhưng vẫn là phàm phu tội ác trong sinh tử và hoàn toàn không đoạn trừ được phiền não trái lại hạng phàm phu học pháp đại thừa nếu như ban đầu không gặp được duyên đại thừa mà gặp duyên ác vậy họ là phạm phu hạ phẩm tạo tội mà không biết khổ thẹn phạm phu hạ phẩm nếu như ban đầu gặp được pháp đại thừa vậy họ là phàm phu thượng phẩm phát tâm bồ đề tu học đại thừa vì thế đại sứ thiện đạo giải thích gặp duyên có sai khác nên chính phẩm có khác nhau sở dĩ tướng bên ngoài có sai biệt là bởi vì duyên có khác nhau nên tướng bên ngoài cũng khác nhau nhưng trong chính phẩm bản tính nội tài mỗi một phẩm mỗi một chúng sanh đều không có sai biệt giống như có đầy đủ phiền não đầy đủ tham sân si mạng nghi tuy có nhẹ có nặng nhưng cũng đều không thoát khỏi sáo nẻo luân hồi tất cả đều giống nhau đặc biệt lúc họ hoặc đọa lạc thì căn bản không thể gặp được pháp đại thừa pháp tiểu thừa và diệt thiện ở thế gian vì thế đại sứ thiện đạo có nói thiền ác mang tính tuyệt đối cũng có nói thiền ác mang tính tương đối điều thiện mang tính tương đối có điều thiện của pháp luật trong xã hội nếu tuân theo pháp luật là người thiện của xã hội này Cũng có điều thiện trong luân lý đạo đức Đây đều là điều thiện của thế gian Nếu như trì đâm giới hành mười điều thiện Thì đó là điều thiện của Phật Pháp Nhưng bất kể là điều thiện trong Pháp luật Điều thiện trong nhân luân Điều thiện trong đạo đức Hay là năm giới, mười giới Thảy đều là điều thiện tương đối Chẳng phải điều thiện tuyệt đối Điều thiện tương đối chính là họ còn có phiền não có phiền não thì gọi là thiền hữu lậu bởi vì bên trong có phiền não cho nên cũng gọi là điều thiền sen ác sen chất độc thế nào là điều thiền tuyệt đối điều thiền tuyệt đối là không còn phiền não không còn tham sân si điều thiền tuyệt đối này có thể thoát khỏi luân hồi trong ba cõi sáu đường nhưng điều thiền tương đối thì bất luận thế nào đi nữa cũng đều bị luân hồi ở trong ba cõi sáu đường Dù cho mười điều thiện viên mãn cao nhất Thì cũng sanh lên cõi trời mà thôi Nhưng cõi trời cũng là hạng phàm phu Vẫn còn phải luân hồi trong sanh tử Vì thế điều thiện này không cứu cánh cũng không viên mãn Nó chẳng phải là điều thiện tuyệt đối Mà chỉ là điều thiện tương đối Là điều thiện giả lập Chẳng phải là điều thiện chân thật Luận về thế giới ta bà của chúng ta đây Có nói lục đạo Cũng có nói về ngũ đạo Tức Atula quy nạp về súc sanh đạo Ngà quỷ đạo Năm đường cũng gọi là năm đường ác Tại sao gọi là năm đường ác? Thông thường mà nói Thì địa ngục, ngà quỷ, súc sanh Là ba đường ác Trời, Atula và người Là ba đường thiện Đây là nói tương đối Nói tuyệt đối thì năm đường đều là ác đạo cả kinh vô lượng thọ có một câu các ngàn năm đường ác cũng chính là nói chỉ cần niệm phật thì có thể giảng sanh về thế giới cực lạc vượt ngang các ngàn năm đường ác rõ ràng nói sáu nẻo luân hồi đều là ác đạo đại sư đạo xước giải thích năm đường trong cõi ta bà đều gọi là đường ác địa ngục ngà quỷ súc sanh thuộc về thuần ác nên gọi là đường ác Trời người ở cõi ta bà thuộc về nghiệp tạp nhiễm nên cũng gọi là đường ác. Đời đã ác năm trượt ở thế giới ta bà, bất luận năm đường hay sáu nẻo cũng đều gọi là ác đạo. Đương nhiên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thuần là ác, cho nên mới rơi vào ba đường ác. Cõi người cũng tốt, cõi trời cũng tốt, tuy có thiện nhưng xen lẫn ác ở trong đây, cho nên cũng gọi là ác đạo. Vì thế, Nói về điều thiền tuyệt đối Thì ba cõi sáu đường đều gọi là ác đạo Điều thiền của chúng sanh làm ở trong sáu đường Đều là điều thiền hữu lậu Thiền xen lẫn chất độc Đây chẳng phải là điều thiền thanh tịnh Cũng chẳng phải là điều thiền tuyệt đối Trong giảng sanh luận chú của Ngài Đàm Loan nói Các điều thiền của Phạm Phu trời người Quả báo trời người Hoặc nhân hoặc quả Đều là điên đảo đều là hư ngụy thế nên gọi là công đức không chân thật có nghĩa là bất luận là tu nhân năm giới mười giới được quả cõi người cõi trời đều là điên đảo cả đều là hư vọng cả chẳng phải là công đức chân thật cũng chính vì vậy mà trong kinh niết bàn đức phật thích ca bâu ni nói tuy là được thọ thân phạm thiên cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng lúc sắp mạng chung vẫn đọa vào trong ba được ác tuy thành tựu ngũ giới thập thiện cho đến công phu thiền định cao có thể sẽ lên cõi trời sơ thiện, thậm chí cõi trời phi tưởng phi phi tưởng tuy cảnh giới rất cao và thọ mạng rất dài nhưng vẫn không thoát khỏi ba đường ác thọ mạng vừa hết thì dễ rơi vào ba đường ác trong kinh chánh pháp niệm xứ đức phật thích ca mâu ni nói từ cõi trời vào địa ngục từ nơi địa ngục lại sanh lên trời Cõi trời là cõi rất cao trong sáu đường, địa ngục là chỗ rất thấp trong sáu nẻo. Nhưng thời gian vừa đến thì sinh mạng cũng vừa hết, quả báo vừa đến, nếu phải đọa vào địa ngục thì dĩ nhiên phải rơi vào địa ngục. Nếu được sanh lên trời thì sẽ được sanh lên trời, lưu chuyển qua lại trong ba cõi, cho nên gọi là luân hồi trong sáu nẻo. Hơn nữa, cho thấy rằng thiện và ác, thiên đường và địa ngục giống như không có sai biệt. Nếu người nào lì được sáu đường thì họ vĩnh viễn được tự do. Nếu như vẫn chưa lì được sáu đường thì chẳng qua là sinh lên cõi trời hoặc vào nhân gian hít thở bầu không khí trong lạnh mà thôi. Tựa như bị nhốt trong nhà giam. Nhà giam thì rất nhỏ, mỗi tuần có mấy lần ra ngoài vào chơi. Luân hồi trong sáu nẻo thì giống như nhà giam lớn. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bị giam trong nhà ngục chỉ là phạm vi rất nhỏ trời người thì giống như ra ngoài hóng mát mà hóng mát xong lại trở vào nhà giam cho nên cõi trời cũng là ác đạo chẳng phải cứu cánh điều thiện ở thế gian không cứu cánh điều thiện ở thế gian cũng gọi là tam thế quán thế như một vị cao tăng trong tông tịnh độ là đại sư hành sách nói Người tu hành nếu không chánh tính cầu sanh Tây Phương Tu các điều thiện nên gọi là quán đời thứ ba Có nghĩa là một vị tu hành đời nay hành thiện tích đức Nhưng không biết cầu sanh về thế giới cực lạc Các nhân thiện như vậy sẽ được làm người trở lại Hoặc được quả báo sanh lên cõi trời hưởng lạc Nhưng ở trong sự hưởng lạc này dễ tạo tội Quả báo nếu hết thì sẽ đọa lạc như thường Cho nên gọi là quán đời thứ ba Niệm Phật là điều thiện tuyệt đối Nếu nói về niệm Phật Thì niệm Phật không phải là điều thiện tương đối Mà là điều thiện tuyệt đối Chẳng phải là điều thiện hư giả Mà là điều thiện chân chính Vì thế chỉ cần niệm Phật Thì Phật khen ngợi chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ nhân Không chỉ là thiện nam tử, thiện nữ nhân bình thường mà là qua phân đà lợi. Trong quán kinh, Đức Phật Thích Ca Bâu Đi rất bực khen ngợi người niệm Phật là Nếu người niệm Phật thì phải biết người này chính là qua phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là bạn tốt của người ấy sẽ ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật. Qua phân đà lợi là dùng để khen ngợi Phật. Bởi vì ở thế gian này chỉ có Phật mới là bậc thanh tịnh tuyệt đối. Thí như hoa sen mọc từ đất bùn mà không bị nhiễm ô. Đức Phật ở trong đời ác năm trượt không bị nhiễm nên được gọi là hoa phấn đà lợi. Như chúng ta là chúng sanh ở trong đời ác năm trượt, thân vẫn ở trong đời ác năm trượt này. Trong tâm còn có kiến trượt, phiền não trượt, có nhiều thứ nhiễm ô. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng hoa phân đà lợi để khen ngợi chúng ta. Đây không phải nói tâm của chúng ta đã thanh tịnh Bởi vì qua đời này, đời sau sẽ ở cõi cực lạc Mà thế giới cực lạc là cảnh giới của Đức Phật Một khi giảng sanh về thế giới cực lạc Thì tuyệt đối sẽ thành Phật Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký trước Khen ngợi chúng ta là qua phân đà lợi Là Phật dị lai Không bị nhiễm ô bởi tham sân si Và sự luân hồi trong sáu nẻo nữa vì thế nói Nếu người niệm Phật Nếu người niệm Phật Thì phải biết người này Tức là qua phân đà lợi trong loài người Bồ Tát Quán Thế Âm Và Đại Thế Chí Là bạn của người này Người này được khen ngợi Như hàng Bồ Tát Đẳng Giác Hiện tại chúng ta Đang ở trong cõi ta bà này Niệm Phật để cầu giảng sanh về thế giới cực lạc Phiền não không thể đoạn trừ Mà Đức Phật lại dùng qua phân đà lợi và hàng bồ tát đẳng giác để khen ngợi chúng ta như vậy chúng ta đảm nhận nổi không quả thật là không đảm nhận nổi chẳng qua điều đức phật nói chúng ta không thể cự tuyệt không thể phủ định hoặc nghi ngờ cho nên không dám đảm nhận cũng phải đảm nhận vậy thì sau khi đảm nhận sẽ như thế nào thì sẽ càng thêm hổ thẹn càng thêm khiêm tốn dịu dàng càng nên nghĩ đến người khác như trong tâu phong đã nói quan tâm dân từ đối với người khác và khiêm tốn dịu dàng đối với chính mình là sẽ học tâm đại bi của phật sẽ quan tâm yêu bến chúng sanh nồng hậu với mọi người thậm chí sẽ nhường công lao phần thưởng cho người và chịu sự quán trách nhận lấy trách nhiệm chúng ta hoàn toàn không thể làm được một trăm phần trăm mà chúng ta nên có khí phách và trình độ như vậy đương nhiên Trình độ là một phần cũng là trình độ làm một trăm phần cũng là trình độ Làm đến trình độ nào thì hay trình độ ấy Kinh Vô Lượng Thọ nói Nếu có người nào nghe được danh hiệu Quốc Phật A-di-đà mà sinh tâm quan hỷ vui mừng Cho đến một niệm Nên biết người này làm được lợi ích rất lớn Thì đầy đủ công đức vô thường Nghĩa là nếu như chúng ta cho đến một niệm Chính là niệm Phật căn cơ lúc bình sanh cho đến cả một đời căn cơ lúc lâm chung cho đến một niệm như vậy sẽ được lợi ích rất lớn lợi ích lớn như thế nào lợi ích lớn là so sánh với lợi ích nhỏ thí như bậc a la hán là lợi ích nhỏ hàng bồ tát cũng vẫn là lợi ích nhỏ chỉ có đức phật mới là lợi ích lớn lợi ích lớn của phật là công đức vô thượng vì thế kinh vô lượng thọ nói vì được lợi ích lớn nên đầy đủ công đức vô thượng. Đại sư Thiện Đạo giải thích, nếu người niệm Phật là người tốt trong loài người, người rất tốt trong loài người, người thượng thượng trong loài người, người hiếm có trong loài người, người cao tột trong loài người. Lấy năm loại người tốt này để khen ngợi chúng ta. Người tốt trong loài người, người niệm Phật là người tốt trong 6-7 tỷ người trên thế gian này. Người tốt trong loài người vẫn chưa đủ, mà còn là người diệu hảo. Diệu là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Người niệm Phật chúng ta rốt cuộc tốt như thế nào mà không thể tưởng tượng được. Vì chúng ta vẫn còn tham sân si, còn vọng tưởng tạp niệm, bất cứ việc gì cũng vẫn còn so sánh, tính toán, vẫn có tình cảm, vẫn còn giận dữ, oán hận, phê bình. Chúng ta là những người niệm Phật như vậy, ngược lại được hình dung là người tốt không thể nghĩ bạc cũng là người thượng thượng trong loài người là người hiếm có nhất tối thắng nhất nguyên nhân do đâu do chúng ta chuyên niệm câu nam mô a di đà phật bởi vì người như vậy dù phiền não sâu dày như thế nào vọng tưởng dày đặc đến mức độ nào tính nóng nảy xấu xa hay thích so đo tính toán như thế nào đi chăng nữa nhưng nhờ niệm phật nên nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc một khi giảng sanh về thế giới cực lạc rồi thì những thứ phiền não nghiệp chướng nóng nảy tính toán đều không còn nữa đều trở nên đại từ bi đại trí huệ đại nguyện lực đại thành thông đại biện tài và trở thành một vị phật độ khắp chúng sanh trong mười phương như thế nếu không dùng người rất tốt người tối thắng để hình dung thì dùng thứ gì để hình dung chứ đây chính là nói rõ phương pháp niệm phật đã dễ dàng nhất công đức thù thắng nhất Chúng ta vốn là hạng phạm phu tội ác trong sinh tử. Do duyên niệm Phật, do công đức niệm Phật, nên Đức Phật khen ngợi chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ dân, là qua phân đà lợi, ngang hàng với hạng Bồ Tát đẳng giác, đã được lợi ích rất lớn và công đức vô thượng. Tổ sư nói, chúng ta là người tốt, người rất tốt, người thượng thường, người hiếm có, người hơn hết. Vì thế, điều thiện khác so với điều thiện niệm Phật thì không phải thiện, không thể so sánh được. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Tu lục độ dạng hạnh, trì ngũ giới hành thập thiện, đây là thiện hay bất thiện? Đương nhiên là thiện, là công đức, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Trong kinh A-di-đà yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, Trì danh hiệu Phật thì thiện căn phước đức đồng với Phật Người trì danh hiệu thì thọ mạng và quang minh đồng với Phật không khác Phạm phu mang đầy tham sân si Chỉ cần niệm Phật thì thiện căn phước đức thọ mạng quang minh Đều đồng nhất với Phật công hai Vì thế tám tông phái lớn trong Phật giáo Chỉ có niệm Phật của tông tịnh độ là bất khả tư nghị nhất Có một câu nói Dược tình lìa kiến bất khả tư nghị cũng chính là nói pháp môn này không thể nghĩ bàn Siêu diệt kiến giải trí huệ tư duy của hạm phạm phu chúng ta Thậm chí siêu diệt hàng nhị thừa Hàng A-la-hán của tiểu thừa hay Bồ-Tát Đại Thừa Đều không thể hiểu được pháp môn này Như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Chẳng phải là chỗ suy lượng của hàng nhị thừa Chỉ có Đức Phật mới hiểu được mà thôi Đại Thừa, Tiểu Thừa đều không thể suy lượng pháp môn này Chỉ có Phật mới có thể hiểu được mà thôi nếu như không phải Phật thì không thể hiểu được Bởi vì vượt qua cái thấy biết của hạng phạm phu chúng ta Cho đến cái thấy biết của hạng nhị thừa Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói Thà chịu khổ địa ngục mà được nghe danh hiệu chư Phật Không nhận vô lượng điều vui mà không nghe danh hiệu Phật Có nghĩa là chỉ cần có thể nghe được danh hiệu Phật Dù cho đọa vào địa ngục thống khổ như vậy cũng thỏa lòng Tuyệt đối không cần sinh lên trời mà không được gặp phật pháp không được nghe đến danh hiệu phật bởi vì cảnh địa ngục tuy khổ nhưng nghe được danh hiệu phật thì có thể giải thoát nỗi khổ địa ngục không chỉ giải thoát nỗi khổ ở địa ngục mà giải thoát nỗi khổ ở ba đường ác hơn nữa cũng giải thoát nỗi khổ luân hồi nơi sáo nẻo nếu ở cõi trời tuy là vui thọ mạng dài nhưng không thể nghe được danh hiệu phật đến một lúc nào đó thì vẫn đọa lạc như thường hơn nữa đời đời kiếp kiếp luân hồi. Nói như vậy, chỉ cần nghe được danh hiệu Phật thì khổ là tạm thời, vui là vĩnh hằng. Nếu không thể nghe đến danh hiệu Phật thì vui là tạm thời, khổ là vĩnh hằng. Chúng sanh đều là phàm phu trong sanh tử. Hai, tội phước nhiều hay ít. Chúng sanh ở đời ngũ trượt có người phước nhiều tội ít, có người phước ít tội nhiều Không có người nào chỉ có phước mà không có tội Tại sao vậy? Vì trong đời ác ngũ trượt Thế giới ác chúng sanh ác Thiện ác và tội phước có sáu loại khác nhau Kỳ thật tội phước nghĩa là thiện ác Thiện ác là nhân, tội phước là quả Câu thứ nhất là phước nhiều tội ít Câu thứ hai phước ít tội nhiều Câu thứ ba tội phước đều nhiều Tội và phước đều giống nhau Tội nhiều phước cũng nhiều Câu thứ tư Tội phước đều ít Tội ít phước cũng ít Câu thứ năm Chỉ có tội mà không có phước Một đời đều tạo nghiệp tạo tội Chưa từng làm điều thiện tích lũy phước Câu thứ sáu Chỉ có phước mà không có tội Chỉ có thiện mà không có tội Nhưng trên cõi đời này Không có người như vậy Trừ khi là bậc A-la-hán Đã đoạn trừ phiền não Cho nên họ khởi tâm động niệm Đều sẽ không tạo nghiệp chẳng phải là bậc a la hán khởi tâm động niệm sẽ như thế nào giống như trong kinh địa tạng nói chúng sanh trong cõi nam diêm phù đề mọi cử chỉ động niệm đều là nghiệp cả nam diêm phù đề là chỉ cho địa cầu cử chỉ chính là động tĩnh chúng sanh trong địa cầu này trong khoảng động và tĩnh khởi lên trăm nghìn dạng loại ý niệm không chỉ trăm nghìn dạng loại mà trong các kinh điển nói trong khoảng một khải bóng tay có 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Tính như vậy thì ý niệm khởi lên Giữa sự động và tỉnh của chúng ta đếm không xuể Tính không hết Ý niệm phát khởi đều là nghiệp cả Nghiệp là hành vi, lời nói là hành vi Động tác cũng là hành vi Ý nghiệp là vô hình, khởi tâm động niệm vô hình cũng là hành vi Khởi tâm động niệm vô hình chúng ta không thấy được Nhưng quỷ thần thấy được Phật và Bồ Tát cũng thấy được Cho nên cùng là hữu hình đều là nghiệp cả Thân nghiệp khẩu nghiệp là hữu biểu nghiệp Ý nghiệp gọi là vô biểu nghiệp Những nghiệp này đều là tội cả Chẳng phải thiện nghiệp Đây là nương vào cảnh giới của Phật Để nhìn chúng sanh chúng ta Nếu nương vào hàng chúng sanh chúng ta Thì không thể hiểu rõ là nghiệp là tội Tại sao vậy? Bởi vì phàm phu ngu si Đều là cá mè bọc đứa cả đều là than củi đen ta và người đều là nghiệp đen đều là vô minh phật không phải như vậy như chúng ta dùng mắt thịt để xem hai tay đều là sạch sẽ nhưng nếu dùng cái kính phóng đài để xem thì không sạch sẽ dùng kính hiển vi để xem thì có vi khuẩn rất nhiều phật thì đầy đủ tam minh lục thông phật nhãn cũng như kính hiển vi vậy việc ác của người thế gian thì bất luận trong hay ngoài tối hay sáng đại ác, tiểu ác, di tế ác, Đức Phật đều thấy rõ ràng. Vì thế, người thế gian phần nhiều là tội nhiều phước ít, thậm chí là chỉ có tội mà không có phước. Đại sứ thiện đạo yêu cầu chúng ta phải tự giác và tin sâu. Chúng ta chính là phàm phu tội ác trong sinh tử. Người thực hành ngũ giới thập thiện cũng đều là phàm phu tội ác trong sinh tử. Tại sao vậy? Bởi vì không có duyên giải thoát ngũ giới thập thiện vẫn là phàm phu thiện vẫn ở trong ba cõi vẫn còn đọa lạc như thế chẳng phải là hạng phàm phu sanh tử tội ác hay sao niệm phật nhất định giảng sanh cực lạc là... ba bất dính bất dính tâm có điều nghi gọi là dính ngược lại là bất dính nghi ngờ là tâm có nghi dính khó giải đáp khó phán đoán khó xử lý ngược lại bất dính là không có những vấn đề này, không có nghi ngờ, cho nên không cần phải hỏi. Có nghĩa là phàm phu chúng ta chỉ cần niệm Phật thì nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Tội cũng tốt, phước cũng tốt, tội nhiều phước ít cũng tốt, phước nhiều tội ít cũng tốt, tội phước đều nhiều cũng tốt, tội phước điều ít cũng tốt. Thảy đều không liên quan gì cả. Giảng sanh về thế giới cực lạc chỉ liên quan đến việc niệm Phật. Nếu người niệm Phật bất kể là tội hay phước, tội phước nhiều hay ít cũng đều được giảng sanh. Nếu người công niệm Phật sẽ nhờ vào các việc làm phước của mình mà sanh vào nhân gian hoặc sanh lên trời, do tạo tội và đọa vào ba đường ác. Vì thế, nếu người niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc thì không cần bàn về căn cơ, người này như thế nào, tiền ác thế nào, công đức thế nào, công phu như thế nào. Bởi vì giảng sanh về thế giới cực lạc chẳng phải nương vào phước thiện và công phu của chúng ta mà nương vào câu danh hiệu này câu danh hiệu này có công đức không thể nghĩ bàn có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng ta làm tăng thêm phước đức của chúng ta chúng ta lìa thế giới ta bà giảng sanh về thế giới cực lạc là nương vào nguyện lực của phật a di đà nương vào nguyện lực của phật a di đà không chỉ giảng sanh mà còn nhất định giảng sanh dễ dàng giảng sanh nguyên nhân chúng sanh không tin vào nguyện của phật bốn không nương vào nguyện lực của phật di đà có hai một luận tội nhiều hay ít lúc tạo tội khởi tâm nghi mà thoái tâm cho rằng thân tạo ác như vậy tuy niệm phật nhưng chưa chắc giảng sanh giống như người không học phật sẽ không biết thiện có thiện báo ác có ác báo cho đến sau khi học phật mới biết có thiện ác báo ứng biết bản thân mình có tội nghiệp giống như người tu hành sơ sơ hiểu sai cho rằng mình đã tích lũy công đức công hạnh của mình đã đạt đến cảnh giới nào rồi cho rằng tâm mình có thể thanh tịnh hoặc đã thanh tịnh thậm chí chứng được quả vị nào nếu có trí huệ cố gắng tu hành lại nghiêm khắc kiểm điểm chính mình thật ra sẽ phát hiện thân mình vẫn là tội ác đặc biệt người càng tu hành siêng năng sẽ càng biết rõ bản thân mình là phàm phu tội ác trong sanh tử không có nhân duyên thoát khỏi ba cõi sáu đường ở đây đã giảng lúc tạo tội chẳng phải cố ý tạo tội mới gọi là tạo tội mà phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm đều là nghiệp cả đều là tội cả chỉ có điều chưa phát giác chưa phản tỉnh mà thôi có người do hiểu rõ đạo lý này nên cho rằng tội làm chướng ngại việc giảng sanh, ngại rằng dù niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Đây chính là luận tội nhiều hay ít. 2. Luận về phước nhiều hay ít Cho rằng niệm Phật phải phát tâm bồ đề, tu các công đức thì nhất định giảng sanh. Nếu không có hạnh thiện phát tâm bồ đề, tuy niệm Phật nhưng chưa chắc giảng sanh phát tâm bồ đề đứng đầu phật lực làm hàng thứ cho rằng cần phải có sự hành trì phát tâm bồ đề tu các công đức thì niệm phật mới được giảng sanh nếu không phát tâm bồ đề không thực hành lục độ tích lũy công đức tùy niệm phật nhưng cũng không được giảng sanh quan điểm này không nương vào nguyện lực của phật a di đà lấy việc phát tâm bồ đề của mình tích lũy công đức làm trọng tâm cho rằng đây mới là nhân tố chủ yếu và sức của phật là thứ yếu đây chính là luận phước nhiều hay ít phần trước luận về tội nhiều hay ít không đúng ở phần này luận về phước nhiều hay ít cũng không đúng chúng ta đều không hiểu rõ bản thân mình vì thế cho rằng tự mình có thiện cho rằng mình có thể phát tâm bồ đề hoặc cho rằng bản thân mình chân chính đang phát tâm bồ đề đây là điều sai lầm. Nói phát tâm Bồ đề chính là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, sau khi phát tâm Bồ đề cần phải thực hành Bồ Tát đạo. Tâm Bồ đề có hai loại, một là tâm Bồ đề của Tịnh độ môn, hai là tâm Bồ đề của Thánh đạo môn. Tịnh độ môn là nương vào bản nguyện tha lực của Phật A Di Đà mà giảng sanh cực lạc rồi ngộ đạo, gọi là Bỉ độ nhập chứng, đó gọi là Tịnh độ môn. Thánh đạo môn là pháp môn tu hành của bậc thánh. Tịnh độ giáo chia Phật đạo thành hai loại: Thánh đạo môn và Tịnh độ môn. Ngay trong đời này, tự lực tu hành, ngộ đạo trở thành bậc thánh, gọi là thử độ nhập thánh, đó là Thánh đạo môn. Tâm Bồ đề của Tịnh độ môn là niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc, tự nhiên sẽ đầy đủ tâm nguyện Bồ đề, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành tựu hạnh Bồ đề. Tâm Bồ đề của Thánh đạo môn là nương vào chính mình, phát tâm Bồ đề, đời đời kiếp kiếp ở thế giới ta bà, hành Bồ Tát đạo, thành tựu Phật đạo trong thế giới ta bà này. Căn cứ theo tâm Bồ đề mà nói, tâm bồ đề của tịnh độ môn gọi là dị hành đạo rất dễ thành tựu chỉ cần niệm phật thì có thể thành tựu tâm bồ đề của thánh đạo môn gọi là nan hành đạo chúng ta không thể làm được tại sao làm không được tâm bồ đề của thánh đạo môn là tứ hoàng thệ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Người tu theo thánh đạo môn Thông thường mỗi ngày đều phải nhớ niệm Tứ hoàng thể nguyện Để nhắc nhở và khích lệ bản thân mình Nhưng thực tế Phần lớn chỉ niệm trên miệng mà thôi Đâu có thực hành một cách chân thật Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phát tâm Bồ Đề cần phải hành Bồ Tát Đạo Mà Bồ Tát Đạo là việc khó làm mà có thể làm việc khó nhẫn mà có thể nhẫn việc khó xả mà có thể xả hiện tại có người cần gan thì cho gan người ta cần thận thì cho thận người ta có người cần giác mạc máu đều dân hiến cả gặp thì làm đây chính là việc khó làm mà có thể làm việc khó nhẫn mà có thể nhẫn khó xả mà có thể xả có thể làm được như thế không dù cho hiện tại có thuốc gây mê hiến tặng những bộ phận trong cơ thể, có thể không còn đau đớn lắm, hơn nữa, nếu lá gan quyên tặng một phần, nó có thể tái hồi phục, nhưng chúng ta vẫn làm không được. Đây chính là việc khó khăn của sự phát tâm Bồ đề, hành Bồ Tát đạo. Hay là nếu có hai căn phòng, mình ở một căn, căn khác cần bố thí cho người ta. Bên ngoài có người mắc nợ chồng chất, ngày ba bữa cơm không đủ, Người phát tâm Bồ đề, hành Bồ Tát đạo, bản thân dùng bao nhiêu thì chỉ để lại bấy nhiêu, còn lại tất cả đều bố thí một cách vô điều kiện, đây mới là phát tâm Bồ đề, hành Bồ Tát đạo chân chính. Thậm chí, người khác muốn vợ của bạn, con của bạn, muốn địa vị, tài sản của bạn, bạn đều hiến dâng tất cả. Đức Phật từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay hành Bồ Tát đạo làm như vậy ở trong kinh điển nói rất rõ ràng. Những điều này phàm phu chúng ta làm được không? Chắc chắn là không làm được. Tâm Bồ Đề này và các hạnh Bồ Tát đều rất khó thực hành. Nhưng người bình thường không chịu khó xét lại, cho rằng mình đang phát tâm Bồ Đề, tu lục độ dạng hạnh, trì ngũ giới thập thiện. Đó đều là không tự quán sát, không hiểu rõ bản thân. Nếu người hiểu rõ mình sẽ giống những lời Đại sư Thiện Đạo nói. Trước đây mình là một phàm phu tội ác trong sanh tử, thiện căn cạn mỏng, phiền não sâu nặng, lưu chuyển trong ba cõi, nương vào bản thân mình là không cách nào thoát khỏi ngôi nhà lửa này. Nguyên nhân chúng sanh tin nhận nguyện của Phật năm Nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà có hai. Một bất luận tội nhiều hay ít lúc tạo tội không khởi tâm nghi ngờ tin biết rằng tạo tội như vậy chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục nhưng vì niệm phật mà nương vào nguyện lực của phật a di đà nên nhất định giảng sanh nếu nương vào lý nhân quả tạo tội nhất định sẽ rơi vào địa ngục nhưng bởi vì niệm phật nương vào nguyện lực của phật không những sẽ không đọa vào địa ngục mà sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi giảng sanh về thế giới cực lạc tin như vậy mới là tin chân thật như vậy mới là niệm phật thật sự nương vào phật lúc tạo tội không khởi tâm nghi đây chẳng phải kêu chúng ta tạo tội chúng ta không nên tạo tội xưa nay là thân tạo tội tại sao vậy bởi vì chúng ta đều có tham sân si đều có tâm tự tư tự lợi khởi tâm động niệm đều coi mình là chính có lợi cho mình tự nhiên ưu tiên chọn lựa. Nếu có ai đó xung đột với mình thì tâm lý sẽ không thoải mái, không quan hỷ, sẽ tính toán, thậm chí tranh đấu với người. Đây chính là ngã chấp, vì thế không cần phải nỗ lực làm mà tự nhiên thân tạo tội. 2. Bất luận phước nhiều hay ít, tuy có thiện đức đạo tâm, nhưng tin rằng không nương vào thiện đức đạo tâm này mà được giảng sanh mà chỉ có nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà mới được giảng sanh. Đây hoàn toàn nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà. Bất luận là phước đức của bản thân như thế nào cũng đều không nương vào. Biết rằng phát tâm Bồ đề cũng tốt, làm thiện tích đức cũng tốt, chẳng phải đời này kiếp này mới như thế, mà đời đời kiếp kiếp đến nay chúng ta đều đã học Phật, làm thiện tích đức, cũng đã từng xuất gia thâm nhập kinh tạng thậm chí trở thành vị đại đức cao tăng chúng ta đều từng trải qua vậy thì tại sao đến bây giờ vẫn còn luân hồi bởi vì từ trước đến nay chưa từng thật sự nương tựa vào đức phật a di đà mà niệm phật để giảng sanh về thế giới cực lạc vì thế tuy có đạo tâm và hạnh lành này nhưng kết quả vẫn luân hồi như thường do đó không đáng để nương tựa Di đà cứu độ không bị chướng ngại 6. Bất luận tội phước nhiều hay ít Bất luận có tội hay không tội Có phước hay không có phước Chỉ cần niệm Phật thì đều được giảng sanh Tội không nên làm nhưng cũng không phải sợ Chưa có tội nào mà có thể làm chướng ngại sức cứu độ của Phật A-di-đà Phước thì nên làm mà không thể cậy nhờ chưa có phước nào mà có thể hơn công đức danh hiệu phật a di đà cả có nghĩa là bất kể có tội hay không tội bất kể có phước hay không có phước mà chỉ cần niệm phật thì đều nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc tội không nên làm cũng không đáng sợ tội thì chúng ta đương nhiên không thể làm chẳng qua chúng ta đều là thân tội nghiệp nhưng chỉ cần niệm phật thì quyết định giảng sanh về thế giới cực lạc vì thế chúng ta tuy có tội nghiệp nhưng không nên sợ hãi lo âu hoài nghi phật a di đà phải chăng có đủ năng lực cứu độ chúng ta sức cứu độ của phật a di đà đối với chúng ta là tuyệt đối không bị chướng ngại tội của phàm phu chúng ta dù có lớn đến mấy cũng không làm chướng ngại sự cứu độ của phật a di đà có nhân duyên gì mà đức phật a di đà ở cõi cực lạc được tôn xưng là phật a di đà kinh a di đà nói ánh sáng vô lượng của đức phật a di đà chiếu khắp mười phương cõi nước không bị chướng ngại thế nên hiệu là a di đà ánh sáng của phật a di đà chiếu khắp mười phương thế giới nhiếp thọ chúng sanh niệm phật không bị bất kỳ tội nghiệp nào dù lớn hay nhỏ của chúng sanh làm chướng ngại nên gọi là phật a di đà cũng gọi là phật vô lượng quan phật vô ngại quan do đây có thể biết phật có năng lực cứu độ bất kể chúng sanh nào cũng không bị bất kỳ sự chướng ngại nào nên mới được tôn xưng là phật a di đà người niệm phật nên biết và tin nguyên lý này phước nên làm mà không thể cậy nhờ phước chính là thiện Mọi người ở thế gian này phải tuân thủ tam cương ngũ thường, tứ duy bát đức, phải hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu ngũ giới thập thiện, phải hòa thuận gần gũi hàng xóm, cứu giúp người nghèo khổ. Cái gì có thể làm thì gắng sức làm, phải tận tâm hoàn thành trách nhiệm của bản thân, đây chính là thiện, chính là phước. Tam cương ngũ thường Tam cương là ba mối quan hệ căn bản của xã hội như vua tôi, cha con, chồng vợ. Ngũ thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời như nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Tứ duy bát đức là thiện đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Thời Xuân Thu có quản trọng nước tề, đem lễ, nghĩa, liêm, sĩ, xưng là tứ duy của quốc gia, trong bài giảng thứ sáu về chủ nghĩa của Tôn Trung Sơn đặc biệt đề xướng Trung, Hiếu, Nhân, Ái, Tính, Nghĩa, Hòa, Bình gọi là Bác Đức. Thời Tống có Bác Đức, Hiếu, Để, Trung, Tính, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ. Nhưng không đáng để nương tựa. Nếu đáng để nương tựa thì đời đời kiếp kiếp về trước chúng ta nhất định đã làm các điều phước thiện đã được giải thoát từ lâu. Tại sao Hiện tại vẫn còn luân hồi, đấy là các điều thiện tương đối, không phải là điều thiện chân thật, là điều thiện sen chất độc, điều thiện hữu lậu, cho nên không đáng để nương tựa. Điều mà chúng ta có thể nương tựa là chỉ có câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức của chúng ta tạo ở thế gian này dù cho rất lớn nhưng không thể sánh bằng công đức danh hiệu bất tư nghị của Phật A Di Đà. Cần nhấn mạnh rằng Bất kể thiện hạnh nhiều bao nhiêu cũng đều là thiện hữu lậu, đều là giả cả, chẳng phải là chân thật. Đã chẳng phải chân thật thì cũng như không có. Thí dụ như vào một kho báo, trong kho báo ấy chứa đầy đô la Mỹ, tiền trong kho báo đó nhiều hay không nhiều? Rất nhiều. Nhưng nếu như những loại tiền đó đều là tiền giả thì sao? Thì nó không có giá trị, cũng như không có vì thế nói trên phương diện tính tuyệt đối tính cứu cánh thì điều thiện của chúng ta làm đều là điên đảo hư giả cả là thiện xen chất độc thiện hữu lậu cho nên không thể trở thành điều thiện giải thoát sanh tử luân hồi chỉ có câu danh hiệu này mới là điều thiện chân thật điều thiện tuyệt đối điều thiện viên mãn có thể khiến chúng ta nương vào đó giảng sanh về thế giới cực lạc mà thoát khỏi lục đạo luân hồi người chuyên niệm phật chính là thiện nam tử thiện nữ nhân bất kể thọ tam quy hay không thọ tam quy ăn chay hay không ăn chay trì giới hay không trì giới phát tâm bồ đề hay không phát tâm bồ đề tu các công đức nghiệp chướng nhẹ hay nặng bất kể công đức nhiều hay ít công phu sâu hay cạn tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh tâm định hay bất định đều không cần quan tâm bởi vì chúng không có liên quan gì đến việc giảng sanh. Thậm chí lúc Lâm chung bị hôn mê cũng tốt, bệnh khổ niệm không được danh hiệu Phật cũng tốt, đều không cần để tâm làm gì, bởi vì đến lúc đó thì Đức Phật A Di Đà nhất định đến tiếp dẫn. Cũng không cần hỏi, hiện tại niệm Phật nếu như gặp nạn xe, nạn trên không, nạn nước, nạn lửa, những tai nạn này mà đột nhiên chết như vậy phải chăng có thể giảng sanh cực lạc không đương nhiên chắc chắn giảng sanh cực lạc trách nhiệm hiện tại của chúng ta là niệm phật còn trách nhiệm của phật a di đà là lúc chúng ta lâm chung ngài đến tiếp dẫn lúc nào chúng ta lâm chung lâm chung ở đâu lâm chung trong tình cảnh nào phật a di đà đều biết cả cho nên tiếp dẫn giảng sanh lúc chúng ta lâm chung là công việc của đức phật a di đà nên chúng ta không cần phải lo cho đức phật cũng chẳng cần phải trợ giúp đức phật phật không cần chúng ta giúp đỡ chúng ta cũng không có năng lực gì để giúp đỡ chúng ta chỉ cần chân thành niệm phật là được rồi phá đi sự sai lầm tà tính cần nói thêm một điều nữa có người nói bất kể thiện hay ác đức phật a di đà đều sẽ cứu độ như nhau cho nên tội ác cũng không cần phải sợ thiện phước cũng không cần phải tu nếu sợ tội nhất định sẽ tu thiện điều này chứng tỏ không tin tưởng sự cứu độ của phật a di đà suy nghĩ này đúng không không đúng đây là tà tri tà kiến bởi vì loại tà tính này làm tăng thêm sự giải đãi và tội nghiệp của mình mà còn bảo người phỉ bán pháp môn tịnh độ phỉ bán người niệm phật làm người ta hiểu lầm rằng phật a di đà dung túng người ác Đồng thời, vẫn còn nghi ngờ tội phước, cho rằng tu phước là sai, tạo tội là đúng. Loại sai lầm tà tính này lại càng nặng hơn tội trước. Đại sư Thiện đạo nói, bất luận tội phước cũng là phá trừ đi loại tà tri tà kiến này. Suốt đời xưng danh không giải đãi. 7. Thời gian lâu hay gần? Thời cơ lúc bình sanh trên suốt cả một đời thời cơ lúc lâm chung dưới đến 10 tiếng cho đến niệm Phật một tiếng một niệm. Đoạn văn này giải thích hoặc một ngày, hoặc 7 ngày, hoặc là từ bất định, và giống như ý nghĩa của nãi chí, cho đến một ngày, cho đến 7 ngày, cho đến 7 năm, cho đến 70 năm. Đây chính là thời cơ lúc bình sanh. Nếu như hiện tại gặp được pháp môn này thì suốt đời phải niệm Phật. Thời cơ lúc lâm chung là hiện tại đã nằm trên giường bệnh chỉ còn lại 10 hơi thở, chỉ có thể niệm 10 tiếng, thậm chí chỉ có thể niệm một tiếng hoặc khởi lên bằng ý, tùy theo hoàn cảnh mà chúng sanh niệm Phật. Đây chính là ý nghĩa hoặc một ngày, hoặc một tiếng, hoặc một niệm. 8. Niệm Phật dài hay ngắn văn niệm Phật dài hay ngắn trong quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo, tức Đại sư Thiện Đạo Toàn Tập, trang 263, nói Trên suốt một đời, dưới đến một ngày, một giờ, một niệm, hoặc từ một niệm, mười niệm, cho đến một giờ, một ngày, một đời. Đại ý, một khi phát tâm thì nguyện suốt đời này không có thoái chuyển chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn. Đoạn văn này cũng giải thích hoặc một ngày hoặc bảy ngày trong kinh A Di Đà, đồng thời cũng giải thích cho đến mười niệm của lời nguyện thứ mười tám đã nói trong kinh vô lượng thọ và cho đến một niệm của văn thành tựu và văn lưu thông đã nói một niệm này nói theo phương diện người lúc lâm chung thì khi sắp mạng chung mới gặp được pháp này nếu như lúc bình sanh gặp được pháp này, từ lúc họ gặp được mới bắt đầu niệm Phật, một đời không bao giờ thay đổi, không thoái chuyển, mãi đến khi giảng sanh về tịnh độ Di Đà. Người học Phật nên làm thiện tích đức, đây là bổn phận, nhưng chẳng phải dùng thiện đức này để làm điều kiện giảng sanh, hoặc dùng thiện đức này để trợ giúp sự cứu độ của Phật A Di Đà đối với chúng ta. Phật A Di Đà không cần chúng ta trợ giúp vì thế niệm phật chính là niệm phật không cần phải thêm trợ giúp không cần phải thêm gia vị khác vào nữa bất kể là thiện hay ác tịnh hay uế tin hay nghi lâm chung hay không chỉ cần chân thành niệm phật nhân như thế thì tự nhiên được quả như vậy nếu như cho rằng ngoài niệm phật ra còn phải tu các thiện hạnh khác hoặc các pháp môn khác để trợ giúp sự cứu độ của đức phật a di đà thì mới được giảng sanh mới dễ giảng sanh đó chính là sanh tâm hoài nghi đức phật a di đà nếu có tâm nguyện sanh thì tuy hoài nghi mà cũng được giảng sanh nhưng trong kinh vô lượng thọ nói có tâm nghi thì sẽ giảng sanh vào trong bào thai hoa sen năm trăm năm không thể thấy nghe được tam bảo điều này cần phải chú ý một câu chuyện để minh chứng Tôi kể một câu chuyện có liên quan đến bất luận là tội hay phước, niệm Phật đều được giảng sanh. Năm dân quốc thứ 42, tức năm 1953, có bà lại ở tại Tân Trang, Đẩu Lục, Đài Loan. Bà ấy không biết chữ, thật thà, tuy trong nhà có tiền nhưng vợ chồng sống lâu nhiều năm mà cảm thấy không được hòa thuận, trong lòng luôn phiền muộn không vui, chỉ có thể nhân lúc chồng rảnh rỗi ra ngoài bà xếp đặt một cái bàn nhỏ ở trong sân cúng một ly nước trong tay cầm ba cây nhang đối trước giữa trời lễ bái niệm phật đầu tiên khởi xưng niệm nam mô quán thế âm bồ tát mãi đến khi đứa con gái thiết nơi an trí phật khuyên bà ấy chuyên nhất niệm phật bà ấy mới đổi thành chuyên nhất xưng niệm nam mô a di đà phật con gái của bà lại từng do thân thể không khỏe nên mới phát tâm đến hang núi Phước Sơn, Mai Lâm, huyện Dân Lâm, nấu ăn ba năm. Sau ba năm, quả thật thân thể không uống thuốc mà tự khỏi, về nhà liền thiết nơi thờ Phật. Trước khi bà cụ giảng sanh nói với con gái rằng, mẹ còn ba tháng nữa thì giảng sanh rồi. Con gái khuyên bà rằng, không nói những chuyện không vui như vậy, đừng quan tâm chuyện của ba, chỉ siêng năng niệm Phật là được rồi sau ba tháng lão bồ tát lại nói với con gái ta sắp giảng sanh rồi và nói cha con sống thêm ba năm nữa quả thật ông lại ba năm sau thì qua đời nói xong quét nhà sạch sẽ đi ra ngoài mua gỗ đàn hương đem về nhà nấu nước tắm gội thay áo quần sạch sẽ dán búi tóc lên sau khi ăn xong bữa tối thì đi ngủ hôm sau con dâu phát hiện mẹ chồng ngủ không thức dậy Mới đến trước thì thấy mẹ chồng đang nằm ngủ say theo kiểu cát tường nên không dám kêu. Mãi đến 10 giờ trưa, con dâu cảm thấy mẹ không trả lời nên đến trước xem lại lần nữa thì mới biết mẹ sớm đã giảng sanh. Do chịu sự ảnh hưởng từ sự giảng sanh thù thắng như vậy nên hai đứa cháu gái và cháu ngoại của lão Bồ Tát đều xuất gia. Bà lại sống vào năm dân quốc thứ 40, tức năm 1951 bà không được học hành không biết chữ nhưng lúc đó cũng rất ít có pháp sư giảng kinh thuyết pháp giảng kinh trên truyền hình lại càng ít cho nên cũng ít có cơ hội nghe kinh nghe pháp vì thế bà cũng không hiểu rõ giáo lý phật pháp cho lắm nhưng bà chỉ nương vào câu trên suốt một trăm năm dưới đến một ngày bảy ngày nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật a di đà của đại sư thiện đạo nói mà bà đã biết thời gian giảng sanh trước ba tháng từ bối cảnh văn hóa hoặc điều kiện khác mà nói bà lại này có thể không bằng chúng ta nhưng việc giảng sanh thù thắng của bà ấy chưa hẳn chúng ta có thể làm được nếu chúng ta muốn giống bà ấy thì cần phải như đại sư thiện đạo nói nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật a di đà hơn nữa dốc lòng không tranh với mọi người không cầu gì trong thế gian này trong tâm giữ cho được nhẹ nhàng, bình tĩnh. Biết thời gian giảng sanh trước 3 tháng, trước đó bà tắm rửa thân thể sạch sẽ, thay y phục tốt nằm trên giường đợi Phật đến tiếp dẫn, không đợi bạn hữu đến trợ niệm, mà còn vẫn biết người khác tức chồng bà, chỉ có thể sống thêm được 3 năm nữa. Điều mong mỏi sau cùng của hàng cao tăng đại đức, đại khái cũng như vậy mà thôi. Chúc tất cả mọi người một lòng niệm Phật, đồng sanh cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật Phần phụ, giảng nghĩa, bất luận tội hay phước, niệm Phật đều được giảng sanh. Văn bất luận tội hay phước trong quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo, tức Đại sư Thiện Đạo Toàn Tập trang 250, nói Tất cả phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, trên suốt một trăm năm, dưới đến một ngày hoặc bảy ngày, một lòng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất định giảng sanh, chắc chắn không hoài nghi. Văn chánh định nghiệp trong quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo, tức Đại sư Thiện Đạo Toàn tập trang 250, nói Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi Bất luận thời gian lâu hay gần Mỗi niệm không bỏ Đây gọi là chánh định nghiệp Vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà một Tất cả phàm phu Kinh A-di-đà nói Thiện nam tử, thiện nữ nhân Đây chỉ cho phàm phu ở đời ác ngũ trượt Nương vào công đức niệm Phật Thì Phật liền khen rằng Thiện nam tử, thiện nữ nhân như phần hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh nói Thiện nam tử Người này làm nhiều các pháp ác mà không biết hổ thẹn Vì ông xưng danh hiệu Phật A-di-đà Nên các tội tiêu diệt ta đến tiếp dẫn ông hai Tội phước nhiều hay ít Chúng sanh ngủ trượt có người phước nhiều tội ít Có người phước ít tội nhiều Có người tội phước đều nhiều Có người tội phước đều ít có người chỉ có tội mà không có phước Không có người nào chỉ có phước mà không có tội Tại sao vậy? Bởi vì lúc đời ác ngủ trượt Thế giới ác, chúng sanh ác 3. Bất dấn Tâm có điều nghi ngờ là dấn Ngược lại là bất dấn 4. Không nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà có hai Một là luận về tội nhiều hay ít lúc tạo tội khởi tâm nghi ngờ mà thoái tâm cho rằng thân tạo tội ác như vậy tùy niệm phật nhưng chưa chắc giảng sanh hai là luận về phước nhiều hay ít cho rằng vì niệm phật mà phát tâm bồ đề tu các công đức thì chắc chắn giảng sanh nếu không có thiện hạnh phát tâm bồ đề thì tuy niệm phật chưa chắc giảng sanh phát tâm bồ đề đứng đầu phật lực kế đến năm nương vào nguyện lực của phật a di đà có hai một là bất luận tội nhiều hay ít lúc tạo tội không khởi tâm nghi ngờ tin rằng tạo tội như vậy thì chắc chắn đọa vào địa ngục nhưng vì nương vào nguyện lực của phật a di đà thì nhất định được giảng sanh hai là bất luận phước nhiều hay ít tuy có thiện đức phát tâm bồ đề nhưng tin rằng không nương vào thiện đức phát tâm bồ đề này mà được giảng sanh chỉ nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà mới được giảng sanh. 6. Bất luận tội phước nhiều hay ít, bất luận có tội hay không có tội, có phước hay không có phước, chỉ cần niệm Phật thì đều được giảng sanh. Tội không nên làm nhưng cũng không phải sợ. Chưa có tội nào mà có thể làm chướng ngại sức cứu độ của Phật A-di-đà. Phước thì nên làm nhưng không thể ỷ lại chưa có phước nào có thể hơn công đức danh hiệu Phật A Di Đà cả. 7. Thời gian lâu hay gần? Thời cơ lúc bình sanh trên suốt cả đời, thời cơ lúc lâm chung dưới đến 10 tiếng cho đến niệm Phật một tiếng, một niệm. 8. Văn niệm Phật dài hay ngắn? Trong quán kinh sớ của đại sư Thiện đạo, tức đại sư Thiện đạo toàn tập, trang 263 nói trên suốt một đời dưới đến một ngày một giờ một niệm hoặc từ một niệm mười niệm cho đến một giờ một ngày một đời đại ý sau khi phát tâm thì thể nguyện suốt đời này không có thoái chuyển chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn kinh a di đà nói chấp trì danh hiệu tức là đa thiện căn phước đức quán kinh nói ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Không tin sự cứu độ của Phật A-di-đà là điều ác trong tất cả điều ác. Tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà là điều thiện trong tất cả điều thiện. Ngũ nghịch thập ác dĩ nhiên là cực ác, nhưng tin Phật A-di-đà khi lâm chung chắc chắn được cứu độ. Ngũ giới thập thiện tất nhiên là đại thiện, nhưng hoài nghi Phật A-di-đà thì khó mà thoát khỏi đọa lạc. Ngũ nghịch là năm tội nghịch theo tiểu thừa, là năm thứ tội nghiệp làm hủy hoại ân điền, phước điền, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Thập ác, còn gọi là thập bất thiện. Một, sát sanh, hai, thâu đạo, ba, tà dâm, bốn, giọng ngữ, năm, lưỡng thiệt, 6. Ác khẩu 7. ỷ ngữ 8. Tham dục 9. Sân khỏe 10. Tà kiến Không có điều thiện nào có thể hơn điều thiện tin được Phật A-di-đà cứu độ và cũng không có tội nào hơn cái tội không tin Phật A-di-đà cứu độ cả. Sáu chữ dạng đức hồng danh là diệu thể của lục độ dạng hạnh. Xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà là kết tinh của hằng sa công đức người tin thì được cứu vì niệm phật rất dễ dàng là thù thắng vì thuận theo bản nguyện phật a di đà tuy là người ác nhưng tin nhận sự cứu độ của phật a di đà thì cũng hơn người đại thiện ở thế gian nguyện giảng sanh và xưng danh không những không luân hồi mà trái lại còn được thành phật